Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện kinh Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đang học cái đoạn mà kinh văn mà Đức Phật bảo với Vô Tận Ý Bồ Tát rằng là Bồ Tát Quán Thế Âm sở dĩ ngài thành tựu được các công đức lớn lao như thế, thường hay dùng các thân hình để dạo đi khắp các nước như thế để độ thoát cho chúng sinh. Bởi vì cái công đức và đại nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm là rất là lớn, cho nên là ngài hay ban cho những chúng sinh là pháp vô úy. Đó là cái bài pháp hôm qua. Thì hôm nay thì tiếp tục chúng ta học vào phần tiếp theo. Ở trong văn kinh chúng ta xem trang 37. Trong văn kinh đó này: ngay trong lúc bấy giờ, Bồ Tát Vô Tận Ý bạch với Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con nay xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rồi liền đứng dậy, cởi chuỗi ngọc quý báu đang đeo ở nơi cổ giá trị 1000 lạng vàng, đem dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Vô Tận Ý khi ấy cung kính tác bạch rằng: xin ngài thương nhận cho chuỗi ngọc chân bảo pháp thí này. Khi ấy Quán Thế Âm liền khước từ không nhận. Vô Tận Ý Bồ Tát lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng: xin ngài thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Ở đây chúng ta thấy là Bồ Tát Vô Tận Ý ngay khi nghe Đức Phật nói về công đức thù thắng vô lượng vô biên, hạnh nguyện rộng sâu của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên ngài ngay trong lúc bấy giờ liền bạch với Đức Phật là: kính bạch Đức Thế Tôn, con nay xin cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói như vậy rồi ngài liền là đứng dậy, cởi chuỗi ngọc quý báu đang đeo ở nơi gì, đang đeo ở nơi cổ của mình. Chúng ta thấy là ngày xưa ở người Ấn Độ họ thích, rất là thích, rất thích đeo những cái đồ trang sức quý báu để thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự uy quyền cũng như cái sự là giàu có của họ. Cho nên Bồ Tát Vô Tận Ý ở đây ngài sinh trưởng vào một cái dòng tộc danh gia vọng tộc, cho nên tiền của châu báu này ngài không có thừa, không có thiếu. Và đặc biệt ngài có cái tâm từ bi rất lớn, vì ngài chính là gì, một vị Bồ Tát tại gia mà, bởi Bồ Tát thị hiện cái tấm thân là tại gia, cho nên cái lòng từ bi của ngài rất lớn, cái tâm bộ đạo của ngài rất lớn. Cho nên nghe Đức Phật nói như vậy liền là liền xin với Đức Phật là: con xin được, nay xin được cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói rồi ngài liền cởi cái chuỗi ngọc châu báu quý giá vô cùng đang đeo ở nơi cổ của mình ấy, chuỗi ngọc này ở đây nói là giá trị hàng 100.000 lạng vàng, 100.000 lạng vàng giá trị của cái sâu chuỗi ngọc đó, là quý giá như thế, liền đem dâng lên cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ Vô Tận Ý này cung kính mà tác bạch rằng là gì? Xin ngài thương nhận cho chuỗi ngọc chân bảo pháp thí này. Đây là cái chuỗi ngọc rất là quý. Nhưng chúng ta thấy này, Bồ Tát Quán Thế Âm có nhận ngay không? Có nhận không? Không. Ngài liền khước từ không nhận. Bồ Tát Quán Thế Âm liền khước từ không nhận. Và Vô Tận Ý Bồ Tát lại bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng là xin ngài thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này.
Đó, phải tắc bạch lại một lần nữa. Thế chúng ta thấy này, bây giờ thì hóa thân hoặc không gặp được Quán Thế Âm, hoặc không gặp được quán hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát trực tiếp ở nhân gian này, hoặc có thể chúng ta gặp nhưng chúng ta không đủ phúc đủ duyên để biết các ngài chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Các ngài nếu mà có thể hiện ở nhân gian này thì các ngài đâu có ngài có để lộ tông tích đâu. Các ngài không có để lộ tông tích. Nếu mà để lộ tông tích một cái này thì các ngài liền nhập Niết Bàn ngay. Cho nên chúng ta hàng phàm phu không có công đức, không có trí tuệ, không có thiên nhãn, không thể biết được ngài thị hiện ở trong cái hình dạng nào, tấm thân của gì, của chủng loại, của loài nào. Cho nên cũng không thể biết được. Vì vậy nó có gặp đi chăng nữa thì chúng ta cũng không được tận mắt chứng kiến, thân tâm được lễ kính trước gì, trước các ngài. Cho nên hiện nay chúng ta mới chỉ dừng lại ở chỗ này, được cung kính, đỉnh lễ, tranh ảnh và tôn tượng của ngài, của Bồ Tát Quán Thế Âm mà thôi. Và đủ phúc đủ duyên, chúng ta được cung kính, cúng dường, xây dựng hoặc là họa vẽ hoặc là tạo tạc những cái tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm mà thôi. Đấy, trong kinh Đức Phật nói cũng tượng công đức như vậy cũng rất là lớn. Tạc tượng hoặc là họa tranh ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm để cung kính cúng dường lễ bái thì công đức cũng gì cũng rất là lớn. Cho nên ở đây thì chúng ta cũng chỉ phải thấy là mình cảm thấy tự mình an ủi mình một chút thế mà thôi. Đấy, vì cái phúc báo của chúng ta gì, cái phúc báo của chúng ta là quá ít, cho nên là không thể nhìn hoặc không thể gặp trực tiếp được các ngài để chúng ta cung kính cúng dường như Bồ Tát vô tận ý. Chúng ta thấy vô tận ý ở đây là một vị Bồ Tát đã từng theo Phật tu học nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nay á, tuy ở trong cái này, ở thụ cái thân là đệ tử tại gia, hàng đại cư sĩ tại gia, nhưng mà giờ ngài được gọi là hàng Bồ Tát, tức là có cái tâm gì tự lợi lợi tha rất lớn mới gọi là Bồ Tát. Từ Bồ Tát là gì? Phiên âm từ tiếng Phạn là gì? Bodhisattva. Dịch là gì? Là Bồ Đề Tát Đoà. Nghĩa có nghĩa là gì? Giác hữu tình. Tức Bồ Tát nghĩa là gì? Hay đem sự giác ngộ để dạy bảo cho gì? Chúng hữu tình. Cho nên gọi Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình. Vậy vô tận một cái địa vị rất cao như vậy, không chỉ tự giác mà ngài còn giác tha, giác hữu tình đó. Nay thì đem dâng lên gì? Diện đối diện, tức là mặt đối mặt đó, để cung kính gì cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát mà ngài còn khước từ không nhận. Đấy, chúng ta thấy đâu có phải dễ đâu. Thế là gì? Có một chút duyên lành được sinh ra làm người, được gặp Phật pháp, lại được gặp gì, lại được quy y làm đệ tử tại gia hoặc xuất gia của Đức Phật, đây là một cái nhân duyên rất lớn, đừng có để cho nó vụt mất khỏi tầm tay của mình. Và một cái điều được gieo duyên được cùng với chư tăng làm chùa tô tượng đúc chuông. Ngày xưa các tổ nói gì? Làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đó là những việc gì? Công đức rất lớn, đặc biệt là những ngôi chùa mà có thể gì? Xây dựng lên để hoằng pháp lợi sinh, xây dựng lên để tiếp tăng độ chúng, xây dựng lên để làm chỗ nương tựa cho gì? Cho đại chúng quy thú để học Phật, tu Phật và cầu đạo giải thoát, thì công đức thật là không thể lường hết được. Cho nên ở đây chúng ta thấy nếu mà chúng ta có đủ cái duyên đó thì cũng đừng có để vụt qua. Vô tận ý Bồ Tát, chúng ta thấy nhất tâm muốn cúng dường mà Quán Thế Âm còn gì, còn khước từ không nhận. Cho nên vô tận ý Bồ Tát mới lại phải bạch gì, bạch lại với Bồ Tát Quán Thế Âm này, xin ngài thương chúng tôi mà gì mà nhận chuỗi ngọc này, không phải thương một mình ngài mà gì thương cho tất cả chúng sinh. Vô tận ý Bồ Tát này thương chúng tôi, tức là gì? Thương cho tất cả chúng đệ tử tại gia ở trong pháp hội Phật Thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa lúc bấy giờ mà nhận cái chuỗi ngọc này, chứ không phải thương mình tôi. Nếu mà Bồ Tát vô tận ý nói rằng xin ngài thương tôi mà gì mà nhận chuỗi ngọc này á, thì chắc chắn rằng là Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không nhận, Phật cũng sẽ gì không bảo Quán Thế Âm Bồ Tát nhận. Nhưng ở đây
Vô tận ý vì lòng đại bi thương xót tất cả chúng sinh, tất cả các hàng cư sĩ, hàng đệ tử tại gia lúc bấy giờ, thời bấy giờ Đức Phật đang thuyết kinh Pháp Hoa đó, cũng như là chúng ta ở thời sau này, mà nói về xin Ngài thương chúng tôi. Hai cái từ chúng tôi là chúng ta để ý nhé. Chúng tôi không phải là chúng tôi ở ngay cái lúc đấy đâu, mà chúng tôi ở đây có nghĩa là Bồ Tát Vô Tận Ý đại diện cho tất cả chúng ta. Mặc dù đấy gì, chúng ta đã sinh cách Phật gì đã hơn 2.500 năm nay, nhưng mà trong pháp hội ấy, Vô Tận Ý Bồ Tát đã đại diện cho tất cả chúng ta mà gì, mà cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, mà xin Bồ Tát Quán Thế Âm là gì, thương tất cả chúng ta ở cái đời mãi mãi về sau này. Không chỉ chúng ta bây giờ mà còn thì rất rất nhiều, vô lượng vô biên những chúng sinh có duyên với Phật Pháp ở đời mai sau nữa cũng có cái duyên đó. Cho nên á, Vô Tận Ý Bồ Tát, Ngài là một cái vị thì Bồ Tát khởi lòng bi mẫn thương xót, đứng lên để thỉnh thị Quán Thế Âm Bồ Tát nhận cái chuỗi ngọc đó để tạo cái gì, để tạo cái công đức, để cho chúng ta được tạo cái công đức. Ngài nhận chuỗi ngọc đó để chúng ta được gì, được tạo công đức, được nương vào cái công đức cúng dường đó để tăng phúc, tăng thọ, tăng lộc, tăng trí tuệ, tăng phúc báo, vân vân. Ai cầu xin cái phúc báo gì thì nương vào cái công đức cúng dường đó thì đều gì, đều được như nguyện. Cho nên ở đây chúng ta thấy Vô Tận Ý Bồ Tát vì tất cả đại chúng, không chỉ lúc bấy giờ mà lâu dài mãi mãi về sau, về cái sự trường tồn của Phật Pháp. Cho nên Phật mới thấy ở trong chúng lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng là ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý và bốn chúng nơi đây. Bốn chúng nơi đây là chỉ cho những chúng gì, Tỳ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là chỉ cho bốn chúng gì, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia là bốn chúng. Ngày xưa thì trong kinh ngày xưa thì không hay nói bảy chúng, là thêm ba chúng xuất gia là Thức Swamana, Sa Di và Sa Di Ni nữa là bảy, tức là năm chúng xuất gia, hai chúng tại gia. Nhưng mà ở đây chỉ nói vắn tắt là gì? Là bốn chúng, tức là hai chúng Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, đó là bốn chúng xuất gia và tại gia, đệ tử tiêu biểu của Đức Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói gì, ông nên thương Bồ Tát Vô Tận Ý. Nơi đây ở đây có thể gì, được hiểu thành hai ý nghĩa. Nơi đây nếu hiểu hẹp á, có nghĩa là gì? Đại chúng đang ở trong pháp hội Phật thuyết kinh Pháp Hoa đấy. Nơi đây hiểu rộng có nghĩa là gì? Tức là quái xa bà, nói nôm na là gì? Chúng sinh ở trong trái đất của chúng ta này, gọi là nơi đây. Cùng với gì? Cùng với các hàng trời rồng dạ xoa càn tát bà Atula, các chúng ca lâu la, các chúng Khẩn Na La, các chúng Ma Hầu La Già, nhân cùng với phi nhân mà nhận chuỗi ngọc đó. Đó, chúng ta thấy Đức Bản Sư của chúng ta nói với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng ông hãy thương bốn chúng nơi đây cùng các chúng gì? Trời rồng dạ xoa, càn thát bà Atula, ca lâu la, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân mà nhận chuỗi ngọc đó. Thương cả gì? Cả chúng chư thiên, cả chúng gì, quỷ thần, và cả bốn chúng đệ tử xuất gia và tại gia mà nhận chuỗi ngọc đó. Cho nên á, nghe Đức Phật nói như thế thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài mới không thể khước từ được nó. Cho nên á, ngay lúc bấy giờ Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hàng tứ chúng cùng trời rồng quỷ thần mà nhận lấy chuỗi ngọc, rồi chia làm gì, làm hai phần. Ngài nhận lấy cái chuỗi ngọc đó, nhưng mà Ngài dùng thần lực để tách thành gì, chia ra thành hai phần. Một phần đem lên dâng lên gì, dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn một phần thì đem lên dâng lên tháp Đức Phật gì, Đức Phật Đa Bảo. Vì ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong cái lúc Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, đặc biệt là về phẩm phổ môn này, tức là phẩm 25 là gần cuối rồi, cho nên lúc đó là ở trên hư không có xuất hiện một gì, một bảo tháp. Trong bảo tháp đó thì có toàn thân xá lợi của Đức gì, Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Đa Bảo Như Lai là một vị cổ Phật đã thành Phật từ lâu, Ngài đã nhập Niết Bàn từ lâu, từ vô số A Tăng kỳ kiếp rồi. Nhưng mà vì sao
là ngài lại trụ ra gì, ngài lại ngồi. Còn nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ngài lại ở trên hư không được, vì đi nguyện của Đức Đa Bảo Như Lai. Trước khi nhập Niết Bàn, ngài có phát nguyện là nguyện sau khi tôi nhập Niết Bàn, tôi sẽ lưu lại gì, toàn thân xá lợi, toàn thân xá lợi. Và ngài dạy các chúng đệ tử của ngài lúc bấy giờ nên xây gì, xây dựng một cái bảo tháp bằng bảy báu thật lớn để nhục thân của ngài vào đó để cúng dường. Và bằng cái gì, cái thần lực của Đức Đa Bảo Như Lai, cho nên cái bảo tháp đó trường tồn với thời gian. Kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai cũng trường tồn với thời gian, nhưng hàng phàm phu không thể dùng mắt thường mà thấy được. Chỉ có bao giờ Đức Phật đó, tức là Đức Phật Đa Bảo Như Lai đó, ngài muốn gì xuất hiện thì ngài mới xuất hiện, muốn cho mọi người thấy thì mọi người mới có thể thấy được. Đã. Chứ không phải là ai cũng có thể thấy được, kể cả hàng đại Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, muốn nhìn thấy gì bảo tháp và kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai cũng không thể nhìn được. Duy nhất chỉ có gì, trong pháp hội ấy chỉ có một Đức Phật, đó là chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài nhìn thấy được gì? Toàn thân Đức Đa Bảo Như Lai còn đang ở trong gì, ở trong bảo tháp kia. Các chúng đệ tử ở trong kinh Pháp Hoa nói gì, bây giờ nghe thấy tiếng nói trên hư không và thấy một gì bảo tháp hiện lên, nhưng mà không thấy ai ở trong đó. Ở Xá Lợi Phất với lại các vị đại Bồ Tát, các vị đại A La Hán bạch với Đức Phật là gì, vì nhân duyên nào mà lại ở trên hư không lại xuất hiện một cái bảo tháp trang nghiêm đẹp đẽ như thế? Trong bảo tháp lại có tiếng gì, có tiếng tán dương khen ngợi Đức Thế Tôn thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế. Đức Phật mới nói gì, đó chính là gì? Tháp Đa Bảo. Trong tháp ấy có toàn thân xá lợi của Đức Như Lai, đó chính là Đức Đa Bảo Như Lai. Và đại chúng cùng bạch với sư phụ của mình, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì, bạch Đức Thế Tôn bảo tháp đó ở cao quá, xa quá, hàng gì đệ tử kém phúc như chúng con không nhìn thấy rõ. Chúng con thì xin Đức Thế Tôn là cho chúng con thì được trụ lên trên hư không để nhìn thấy rõ hơn. Nhưng mà lên tới thì cũng chẳng thấy gì, dùng thần lực để đi lên thì cũng chẳng thấy Đức Phật Đa Bảo ở trong đó, chẳng thấy kim thân của ngài trong đó, mà chỉ thấy cái tháp bên ngoài thôi. Bây giờ thì bạch hỏi các chúng đệ tử, bạch hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói là, Đức Phật Thích Ca chúng ta mới nói là, vì Đức Đa Bảo có một cái đại nguyện rất lớn, ngài Đức Phật nào đó mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài lại cùng với bảo tháp của ngài, dùng cái kim thân bất hoại đó cùng với bảo tháp đi đến để gì, để tán dương khen ngợi Đức Như Lai đó, và nói rằng lành thay, lành thay, Đức Phật ấy gì nay đã thuyết gì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vân vân đó. Cho nên đấy là cái bi nguyện của, đại nguyện của Đức gì Đa Bảo Như Lai. Nhưng ngài lại có gì, có một cái lời phát nguyện đặc biệt như thế này nữa. Ngài nguyện là nguyện Đức Phật nào mà muốn cho các đệ tử của ngài thấy toàn thân xá lợi của ngài ở trong bảo tháp, muốn mở được cửa bảo tháp, thì Đức Phật đó phải vân tập gì, vân tập tất cả các hóa thân của các Đức Phật đó về một gì, một cõi, một nơi, một pháp hội, thì mới gì, ngài mới cho mở được cửa bảo tháp và mới cho đại chúng nhìn thấy gì, toàn thân xá lợi của ngài đang gì, đang ngồi kiết già ở trong gì, trong bảo tháp đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, ngài cũng phải dùng thần lực để, mình gọi nôm na là gì, là mời tất cả các hóa thân của ngài ở khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này đi về thế giới Sa Bà chúng ta này để mở cửa bảo tháp Đa Bảo để cho đại chúng được nhìn thấy toàn thân xá lợi của Đức Phật ấy. Và khi trong kinh Pháp Hoa nói rằng toàn thể tất cả hóa thân của Đức Phật ở khắp tam thiên đại thiên thế giới vân tập về cõi Sa Bà này rồi, thì khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mới bay lên hư không và mở cửa bảo tháp. Và bây giờ thì tiếng khóa chốt mở tháp gì
bằng như là còn lớn hơn cả tiếng sấm, tiếng sét. Và Đức Phật mở được khóa ra thì đại chúng nhìn thấy toàn thân Đức Xá Lợi của Đức Đa Bảo Như Lai còn đang ngồi ở trong bảo tháp ấy. Và đại chúng đều bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở gì? Tháp thì ở xa quá, cao quá, chúng con thì ở dưới thấp không nhìn thấy được. Xin nương, xin đức thần lực của Đức Thế Tôn cho chúng con thì tất cả đều được trụ ở trên hư không để được gần, được nhìn thấy được đỉnh lễ bảo tháp của Đức Đa Bảo Như Lai và được đỉnh lễ cúng dường toàn thân xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai. Và Đức Phật Đa Bảo Như Lai tuy nhập diệt từ lâu nhưng kim thân của ngài bỗng nhiên là ngồi xê ra một bên và nhường một nửa tòa ngồi mời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi lên ngồi trên đó. Và hai Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo ngồi trọn ở trong gì? Trong bảo tháp. Và đại chúng thì nương vào thần lực của hai Đức Như Lai tự nhiên thấy mình gì? Ở ngồi kiết già ở trên gì? Hư không rộng lớn. Cái này ha, giảng cái này mà các Phật tử chúng ta chúng ta chưa học đạo lâu, chưa hiểu đạo, chúng ta sẽ nghĩ là như là chuyện thần thoại như là gì? Những câu chuyện cổ tích. À, như là những câu chuyện thì ngày xưa chúng ta còn bé, ông bà hoặc là mẹ chúng ta thì hay nằm kể cho chúng ta nghe câu chuyện về thần tiên vào mỗi đêm ngủ vậy. Ngày xưa tôi mới học Phật tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng sau này khi đi học rồi, chuyên thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa một thời gian dài rồi và cũng hiểu được phần nào thôi. Nhưng sau này khi về mà nhập thất và tụng kinh một thời gian, chúng tôi mới hiểu ra được vì sao lại có cái chuyện hy hữu như vậy. Và các vị muốn biết vì sao thì cứ gì nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện Địa Tạng hoặc là kinh gì, kinh Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm 25 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này một thời gian 3 đến 10 năm. Nhất tâm thọ trì đọc tụng 3 đến 10 năm thì các vị gì sẽ hiểu ra thôi. Nhanh thì cũng gì cho 3 năm, chậm thì cho 10 năm. Trừ những trường hợp đặc biệt là pháp thân đại sĩ tái thế thì nó không có cái thời gian nhất định nào. Nhưng phàm phu chúng ta nhanh cũng phải 3 năm. 3 năm chuyên học, chuyên tu, chuyên hành một bộ kinh như thế thì mới có thể hiểu và thâm nhập được một phần nào. Chứ tôi chưa nói là thâm nhập được hết đâu, mà hiểu và thâm nhập được phần nào thôi. Được cái ý mà tôi đang nói lúc nãy này là vì sao là có câu chuyện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Đức Đa Bảo Như Lai nhập diệt từ lâu mà tấm thân của ngài vẫn còn gì? Còn nguyên vẹn. Mà tấm thân của ngài không chỉ nguyên vẹn mà gì? Còn biết nói, là còn biết gì ạ? Thậm chí chúng ta thấy là còn biết gì? Còn biết nhường một nửa tòa ngồi gì cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đấy, tự nhiên thì cái nhục thân của ngài lại biết nói và biết xê sang một bên để cho gì? Nhường một nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy những cái chuyện hy hữu như thế, bậc hàng phàm phu chúng ta không thể hiểu được, không thể lường hết được. Các vị có tin không? Có tin là ở thế gian này có người có cái tà pháp của gì? Của các một số các tôn giáo ở bên Malaysia, nó có một cái tục là gì? 2 năm hoặc 3 năm bắt đầu người ta gì? Người ta đem người ta đào lên, gọi là cái ngày đấy là cái ngày cúng gì, cúng cho linh hồn của người mất. Chúng ta biết không, mất khoảng độ tầm 1 năm rồi người ta đào lên mà người ta ướp cái, người ta để cái xác cho nó không bị thối lên, xác là con nhảy tưng tưng nó đi. Các vị xem, đây là chuyện có thật chứ không phải là chuyện hư cấu, không phải viết báo. Mà các vị xem các nhà khoa học họ ở phương Tây ấy, họ nghe thấy có một cái câu chuyện đó ở Đông Nam Á chúng ta, họ đến họ nghiên cứu và họ xem thì quả thật là có một cái bộ tộc ở Malaysia, là có một cái bộ tộc chết rồi 2 năm 3 năm rồi, thân hình đấy thì nó người ta do người ta ướp, người ta để các cho váy nó không bị thối rữa, mà chôn cho người ta có cách chôn của người ta, chúng ta không hiểu họ cho cái gì vào, nhưng mà nó thì người nó teo tóp lại. Nhưng mà khi bật nắp quan tài ra một cái là người ta cúng cái ông thầy, cúng ông thầy pháp đó, ông cúng và ông ấy làm phép vào cái bộ xương đó.
Và cái bộ xương nó tự nhiên đứng dậy và đi, đi như người thật, nhảy cò cò, có thể bước đi như người thật luôn. Đấy, tôi xem cái bộ phim tài liệu đó rồi tôi thấy cũng 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 khiếp. Đó. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng ở trên thế gian này cái gì mà chúng ta chưa thấy là gì là không có. Những điều hiếm có, khó thấy, khó tìm mà chúng ta tìm thấy chúng ta mới thấy là lạ. À. Còn cái gì mà chúng ta hàng ngày thấy rồi thì có gì lạ nữa. Bước ra khỏi cửa nhà thấy người Việt Nam chúng ta bước ra khỏi cửa nhà thấy người đi xe máy thì có gì là lạ đâu. Đúng không? À. Ở ngoài phố bước ra khỏi cửa nhà là thấy gì? Thế tắc đường thì có gì là lạ đâu. Không có gì lạ cả. À. Cho nên ở đây chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta hàng phàm phu chưa thể nào mà hiểu được thì đừng có nghĩ rằng là không có. Ví dụ tôi lấy ví dụ như một cái người sống ở trên vùng sâu vùng xa, họ chưa bao giờ tiếp xúc với cuộc sống đô thị. Chúng ta biết ở trên vùng sâu vùng xa ở chưa bao giờ tiếp xúc với đô thị, có khi cả đời họ chưa biết cưỡi xe máy, chưa được ngồi cái xe máy. Họ đi chỉ đi lên nương lên rẫy và sống cuộc đời của họ, cả đời của họ như vậy thôi. Thế bây giờ thì qua một đêm một cái thì chúng ta cho họ ra giữa phố Hà Nội thấy thì bảo họ đi giữa cái làn xe như vậy, họ có dám đi không? Chắc chắn là không dám đi. Nhưng ngược lại, chúng ta thì chưa một lần đi lên trèo đèo lội suối, đi lên rừng lên núi, bảo chúng ta gánh một cái gánh củi mà bước thoăn thoắt trên gì, trên những cái mỏm núi, trên những cái đường núi đã hiểm trở, chúng ta có đi không? Chúng ta cho người không, chúng ta còn bò chẳng được. Đã. Thả chúng ta xuống chúng ta bò chẳng được. Đã. Ngày xưa chúng tôi ở nhà đi làm trên vai thì gánh cái củi mà còn đi qua một cái vách đá dựng đứng mà chỉ có một cái lối nho nhỏ bước lên bước xuống, ở đấy thỉnh thoảng vẫn có người ngã và chết. Có một cái đứa bạn cùng tuổi với tôi ngày 20 mấy Tết đi làm thì về trời nó mưa trơn và trượt chân ngã từ trên xuống 40-50 mét và chết. Biết là đi qua vùng chỗ đó là nguy hiểm, nhưng vì cuộc sống mưu sinh cho nên là mọi người đi qua đều phải làm đó. Và đặc biệt là nó liều, ngày xưa nó liều coi cái mạng sống con người ta, nó bây giờ nghĩ lại mà ghê. Ấy, người đi ở dưới thì cứ đi, đang đi ở dưới, ở trên hỏi là có ai ở dưới không, hỏi 2-3 câu mà không thấy trả lời, hoặc thế là ở trên là cầm vác cái củi, cái cây củi là lao từ trên lao xuống. Có một trường hợp lao như thế chết một người rồi. Và lao xuống, có những trường hợp những cái củi mà nếu mà củi cây ấy thì lao được, mà củi bó vác thì lao xuống sợ nó đứt, cho nên là phải gính xuống. Đi trên một cái vách đứng, vách đá gần như dựng đứng như vậy mà vẫn đi bình thường. Vẫn đi dép, đi tông, ngày xưa hay đi cái đôi tông Thái ấy, nó trơn như vậy mà vẫn bước trên đá rồi vẫn đi bình thường. Nhưng bây giờ bảo tôi đi lại, bảo tôi leo lại cho nó, hơn 20 năm nay tôi chưa leo lại, chưa leo núi, bây giờ bảo tôi leo người không lên đó chắc tôi không dám leo nữa. Nhìn mà run, chân run, gối mỏi chân run. Nhưng ngày xưa thì cuộc sống thì nó quen đi, làm cái gì nó quen cái đó thì chúng ta thấy là bình thường. Đó, cho nên ở đây ý tôi nói này, tôi dẫn chứng như vậy, tôi nói với các quý vị này, cái gì chúng ta chưa thấy, chúng ta chưa làm được hoặc không làm được hoặc chưa thấy thì đừng nói là nó không có. Và đặc biệt đây là lời Phật Bồ Tát nói. Phật Bồ Tát nói thì không bao giờ Phật Bồ Tát nói ngoa, hay không bao giờ Phật Bồ Tát gì vọng ngữ. Cho nên chúng ta gì, nếu mà chưa đạt được đầy đủ trí tuệ hoặc niềm tin thần thông và trí tuệ thì chúng ta chỉ nên giữ cái niềm tin chân tịnh và lời dạy của Đức Phật thôi. Ở đây tôi đang nói cái câu chuyện mà ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật đa bảo thị hiện trên hư không, nhường một nửa tòa ngồi cho Phật Thích Ca Mâu Ni, và Phật Thích Ca Mâu Ni lên ngồi ở trên tòa đó, hai Đức Như Lai ngồi ở trong gì, trong tòa ngồi của Đức đa bảo đó, và đại chúng gì khởi cái tâm cũng như là tháp đứa ngồi của các ngài ở cao quá xa quá, chúng con ở dưới thấp quá không nhìn thấy rõ gì, không nhìn thấy rõ là hai Đức Như Lai. Xin hai Đức Như Lai dùng gì thần lực để cho chúng con gì được trụ trên hư không, được để được nhìn thấy gì, thấy rõ các ngài. Nói như vậy xong, hai Đức Như Lai liền hoan hỉ mỉm cười, và tự nhiên là đại chúng này
bay ở lên trên hư không và ngồi kết già phu tọa, ngồi kết già hết ở trên hư không để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết gì? Thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa. Chúng ta thấy đây là nói, đại chúng khi nghe Đức Phật thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, tâm đều gì? Đều hoan hỷ và đều trụ ở trong gì? Ở trong đại định. Vì đều trụ ở trong đại định cho nên gì? Tất cả đều xuất thần và trụ ở trên gì? Ở trên hư không, nhìn thấy tháp Đức Phật Đa Bảo Như Lai bằng gì? Bằng ở trong định. Ngồi trên định. Cho nên tâm an định thì thiên nhãn. Rồi nhấn đến cho đến cả gì? Năm pháp, sáu pháp thần thông đều gì? Đều khai mở, nhưng có cái chưa viên mãn như Phật mà thôi. Cho nên á, khi mà sáu pháp thần thông tạm thời đều được khai mở, cho nên á, tâm đang ở trong an định, tất cả các ngài đều cảm thấy mình gì? Mình đang trụ ở trên hư không và để được nhìn thấy gì? Hai Đức Như Lai đang ngồi trong bảo tháp vậy. Cái này nói cái này những người mà tu thiền họ hiểu nhanh hơn. Những người tu thiền họ ngồi trong thiền định, thân họ ngồi ở đây nhưng tâm gì? Họ ở trong định. Họ có thể xuất thần hoặc họ có thể có một cái cảm ứng gì, có một cái cảm nhận, có một cái sự nhận biết gì khác với những người bình thường chúng ta này. Nói cái hiểu ngay. Vì ngày xưa chúng tôi thì cũng có một thời gian là nhập thất và tu thiền, hoặc một thời gian 5-6 năm để học thiền và tu thiền, chúng tôi bây giờ nói cái này thì chúng tôi tin ngay. Còn chúng ta mà chưa tu tập bao giờ, chưa ở trong cái tâm trí của chúng ta chưa ở trong cái gì, trong thiền định bao giờ, nói thì có thể rất khó. Đó. Nhưng ở đây chúng tôi xin thưa với các quý vị Phật tử và đại chúng này, có cái chuyện đó. Tâm an định thì chúng ta gì? Có những cái cảm nhận đặc biệt về tâm linh. Cho nên ở đây chúng tôi mới giải thích thêm một cái khái niệm nữa, một khía cạnh nữa. Đó là khi Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đang gì? Thuyết kinh diệu pháp Liên Hoa, đại chúng tham dự pháp hội nghe thấy đều hoan hỷ và nhất tâm, cho nên tâm trụ ở trong chánh định. Vì vậy mà từ ở trong định đó các vị mới cảm thấy được, cảm và nghe và nhìn thấy được gì? Được tháp Đức Phật Đa Bảo Như Lai. Rồi đến cái mức độ cao đó là các ngài gì? Các ngài nương vào thần lực của hai Đức Như Lai cũng như là nương vào cái định tâm của mình, cho nên tất cả đều được thân lơ lửng ở trên hư không gần sát với gì? Với tháp Đức Đa Bảo Như Lai, nhìn thấy rõ hai Đức Thế Tôn đang ngồi trong đó vậy. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy có cái đoạn kinh văn nói là gì? Sau khi Bồ Tát Quán Thế Âm thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo là gì? Bảo là gì? Bồ Tát vô tận ý đây à, và gì? Các vị nhớ đây là một cái câu này chúng ta thấy này. Đức Phật bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm là ông nên thương Bồ Tát vô tận ý đây, chứ không phải là bà nhé. Chúng ta nhớ nhé, đây một xuất hiện một cái từ này: ông nên thương Bồ Tát vô tận ý đây và bốn chúng cùng trời rồng dạ xoa cản tháp bà tu la ca lô la khẩn la ma hầu lấy chuỗi ngọc đó, chứ không phải là gì, là bà nên thương Bồ Tát vô tận ý đây nhá. Cho nên đây Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi dẫn lại cái lời hôm qua tôi nói, ngài đầy đủ trượng phu gì, trượng phu tướng là thân của gì, đầy đủ trượng phu tướng của một vị gì, một vị Bồ Tát thể hiện cái thân gì, nam tử trượng phu tướng viên mãn đầy đủ. Cho nên còn cái tướng gì, cái tướng mà chúng ta thấy Bạch Y Quán Thế Âm đó, hoặc Thanh Y Quán Thế Âm, hoặc Hoàng Y Quán Thế Âm đó, vân vân, tất cả cái đó đều chỉ là gì? Hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy sau khi nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên Bồ Tát Quán Thế Âm không nên thương gì Bồ Tát vô tận ý đây và bốn chúng cũng như chúng Thiên Long, nhận đến cho nhân và phi nhân đó mà nhận lấy chuỗi ngọc đó, thì ngay bây giờ Bồ Tát Quán Thế Âm vì thương gì hàng tứ chúng cùng trời rồng quỷ thần mà nhận lấy chuỗi ngọc rồi chia làm gì? Hai phần. Ngài có nhận cho mình đâu, đúng không? Ngài không nhận cho mình, mà đây ngài chia thành hai phần, một phần thì dâng lên gì? Đức Phật Thích Ca. Vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca ngài cũng đang ngồi ở trong gì? Trong tòa ngồi ở trên gì? Ở trong tháp Đa Bảo của Đức Như Lai. Còn một phần ngài cũng cung kính dâng lên gì? Dâng lên tháp Đức Phật Đa Bảo để gì? Để cúng dường hai Đức Như Lai.
Bấy giờ Đức Phật liền bảo với ông Vô Tận Ý Bồ Tát rằng là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần thông lớn, hay phân thân tự tại, thường dạo cõi Sa Bà để giáo hóa chúng sinh, khiến cho được giải thoát. Sau khi mà Bồ Tát Quán Thế Âm dâng chia hai cái phần ngọc của cái chuỗi ngọc của Bồ Tát Vô Tận Ý thành hai phần, dâng lên hai Đức Như Lai đó, thì hai Đức Như Lai gì hoan hỷ tiếp nhận, tiếp nhận để cho gì, cho chúng sinh có gì, có phước, cho Vô Tận Ý Bồ Tát và chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta là gì, có phước. Đó có nghĩa là gì? Đức Như Lai trước khi nhập Niết Bàn, chúng ta thấy ngài gì cũng thể hiện để nhận gì, chúng ta thấy bình thường, chúng ta thấy là Phật thì đâu có cầm châu báu ngọc ngà làm gì, đúng không? Phật đâu có cần làm gì cả, ngài vốn xuất thân thì dòng dõi danh gia quý tộc, làm thái tử của nước gì, của nước Ca Tỳ La Vệ, nhưng ngài còn gì, bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan mà đi xuất gia tu hành khổ hạnh, và trải qua một thời gian học đạo và khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi thiền định dưới cội cây Bồ Đề không dừng nghỉ, và vào lúc sao mai mọc của ngày thứ 49 đó, ngài đã gì, hoát nhiên đại ngộ và thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, tức là thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó. Nhưng chúng ta thấy về ở khi mà thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, chúng ta thấy ngài có nhận gì, nhận vật báu, nhận để làm gì? Không phải nhận để cho bản thân ngài, mà nhận để cho gì, cho chúng sinh gì được gieo duyên, được tạo phúc. Cho nên á, nay chúng ta gì, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân đó, tất cả những cái việc phúc đó, cái thứ nhất là để duy trì ngôi thế gian trụ trì Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Chúng ta thấy ở trong tam bảo á, nó có gì, có đồng thể tam bảo, xuất thế gian tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Rồi chúng ta thấy về Phật bảo á, thì xuất thế gian Phật bảo thì chỉ cho Đức Phật gì, Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật đã thành đạo, đang thuyết pháp. Đồng thể pháp bảo là chỉ tỷ cho tự tính gì, à xin lỗi, đồng thể Phật bảo là chỉ cho tự tính thanh tịnh của mỗi gì, mỗi chúng sinh sẵn có. Đồng thể pháp bảo là tự chỉ cho tự tính gì, giác ngộ của mỗi chúng sinh gì cũng sẵn có. Và đồng thể tăng bảo là chỉ cho gì, tự tính giải thoát giác ngộ trong mỗi chúng sinh sẵn có. Còn xuất thế gian Phật bảo là chỉ cho Đức Phật Thích Ca và mười phương gì chư Phật. Xuất thế gian pháp bảo là chỉ cho gì, tam tạng thánh điển kinh luật luận do tự kim khẩu của Đức Phật gì thuyết ra, hoặc là chúng chư thiên chúng đệ tử thuyết mà do Phật gì ấn khải cho, được ghi vào trong gì tam tạng thánh điển, thì đó chính là xuất thế gian pháp bảo. Xuất thế gian tăng bảo đó là chỉ cho những vị gì, những vị thánh tăng đã chứng tứ thánh quả, nhấn đến các vị Bích Chi Phật và các vị Bồ Tát từ hàng gì thất địa trở lên, đó gọi là xuất thế gian tăng bảo. Hoặc là các vị Bồ Tát tại gia vì thương tứ chúng mà thể hiện cái thân hình tại gia, nhưng các ngài gì cũng đã tu tập chứng đắc thánh quả vĩnh ly chư khổ, như là Bồ Tát Vô Tận Ý đây, hoặc Bồ Tát Duy Ma Cật thời xưa. Còn Phật còn tại thế, các Bồ Tát Duy Ma Cật cũng thể hiện cái tấm thân này, thân hình ở tại gia cư sĩ, nhưng mà ngài là một vị đại Bồ Tát, thậm chí một vị cổ Phật tái lai, là một thân hình của một vị cư sĩ, đại cư sĩ, đó là Bồ Tát Duy Ma Cật. Cho nên chúng ta thấy ở đây xuất thế gian Phật bảo, xuất thế gian pháp bảo, xuất thế gian tăng bảo là ba cái ngôi gì tam bảo chúng ta gì nhất tâm cũng cả. Và ở chúng ta bây giờ sinh ra cái thời này là thời gì? Xuất thế gian Phật bảo chúng ta không nhìn thấy nữa, tức là Đức Phật đã nhập Niết Bàn, đến nay đã 2500 bao nhiêu năm, 60 mấy năm, đúng không, tính theo Phật lịch đó. Rồi á, xuất thế gian pháp bảo thì may mắn là gì vẫn còn, nhưng mà bây giờ cũng gì nó cũng có cái sự xáo trộn,
khá nhiều ở trong gì, trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật rồi. Còn Xuất Thế Gian Tăng Bảo thì chúng ta thấy gì? Thấy rất ít, rất hiếm có, rất khó gặp. Tức là chỉ cho những vị gì? Thánh Tăng, chứng quả A-La-Hán, Bích Chi và Thất Địa Bồ Tát trở lên. Đó gọi là Xuất Thế Gian gì? Tăng Bảo. Thì chúng ta thấy ít lắm. Có thể đâu đó ở trên gì? Trái đất này vẫn còn những vị A-La-Hán, những vị Bồ Tát Thất Địa trở lên đang tu tập, đang hành đạo và đang phổ độ chúng sinh. Nhưng khiến cho chúng ta gì? Rất ít duyên lành để nhìn thấy các ngài, để gặp các ngài, diện kiến các ngài, để cung kính, cúng dường, lễ lạy dưới gì? Dưới chân các ngài. Cho nên bây giờ chúng ta phần lớn là chỉ dựa vào gì? Vào Xuất Thế Gian Phật Bảo. Xuất Thế Gian gì? Dựa vào gì? Thế Gian Trụ Trì Phật Bảo, Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo và Thế Gian Trụ Trì Tăng Bảo mà thôi. Thế nào là Xuất Thế Gian thế nào là Thế Gian Trụ Trì Phật Bảo? Tức là chỉ ra gì? Những tôn tượng, những tranh ảnh của chư Phật và Bồ Tát mà chúng ta họa lên, chúng ta gì? Tạc lên để chúng ta thờ trên gì? Chính điện, hoặc thờ ở một nơi trang trọng nào đó, ở trong chùa chiền, trong tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, hoặc là ở tại tư gia của chúng ta đó. Thì đó đều gọi là gì? Là Thế Gian Trụ Trì Phật Bảo. Đó. Thế nào gọi là Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo? Tức là chỉ cho gì? Chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển. Ví dụ như bộ kinh này. Đây, Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập đây. Đây chính là gì? Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo. Tức là trụ trì ở thế gian này. Đây chính là gì? Là Pháp Bảo của Đức Như Lai tuyên thuyết trên 2.500 năm về trước. Nay chúng ta gì? Muốn cho cái pháp này á được trụ thế lâu dài để phổ độ chúng sinh thì chúng ta phải gì? Phải học, phải đọc, phải tu và phải gì? Ấn tống, phải phổ biến rộng ra cho mọi người gì? Cùng biết, cùng học, cùng đọc và cùng gì? Cùng tu. Đó gọi là Thế Gian Trụ Trì Pháp Bảo. Và thế nào là gì? Thế Gian Trụ Trì Tăng Bảo. Thế Gian Trụ Trì Tăng Bảo tức là chỉ cho những vị tăng, những vị ni xuất gia thọ gì? Đại giới. Tăng thì 250 giới, ni thì 348 giới đó. Những vị đó đều gọi là gì? Thế Gian Trụ Trì Tăng Bảo. Nhờ những vị tăng ni ấy mà giáo pháp của Đức Phật gì? Được trường tồn. Nhờ những vị tăng ni ấy mà giáo pháp của Đức Phật gì? Luôn luôn được sống. Chứ không phải gì? Không phải ở trong tủ sách, và không phải ở trong gì? Ở trong hang động, vân vân. Chúng ta biết là gì? Phật á, thì thuyết ra pháp, pháp thì độ cho tăng, tăng á, thì báo ân Phật, tăng á, thì chuyển gì? Pháp Phật. Cho nên ở đây ba cái ngôi Tam Bảo này, Phật, Pháp, Tăng này, cho nên ở trong giáo lý của Đức Phật mới nói gì? Như là như phải dựa vào nhau, giống như là kiềng phải có ba chân, giống như đỉnh phải có ba chân vậy. Chúng ta thấy cái đỉnh có ba chân, đỉnh mà cắt đi một chân là gì? Là cái đỉnh đổ ngay. Đỉnh có hai chân thì chắc chắn đỉnh không thể đứng được, mà đỉnh có một chân thì là càng không thể đứng được nữa. Nếu mà Phật mà không có pháp á, thì không có ai biến đến Phật. Pháp á, mà không có tăng á, thì không có ai gì, có ai xiển dương chính pháp. Tăng á, mà không có Phật thì làm gì gì? Làm gì có tăng? Không có pháp cũng làm gì có tăng? Cho nên chúng ta thấy ba cái này Phật mới nói gì? Nó quý gì? Quý Phật mới cho nó gì? Quý như là ba ngôi báu vậy, ở thế gian vậy. Trong Luật Tạng này, ở thế gian cho vàng bạc châu báu là quý. Đức Phật nói vàng bạc châu báu tuy ở thế gian là quý thật, nhưng mà đến khi cận tử nghiệp, đến cái chết đến, không ai mang theo đi được. Chúng ta không ai đem vàng bạc châu báu đút lót thần chết được. Cho nên ai cũng phải chết. Điều quan trọng sau khi chết đi chúng ta đi về đâu, tùy theo nghiệp lực mà đi. Cho nên Phật nói là chỉ có gì? Có Tam Bảo là người thầy sáng suốt dẫn đường chỉ lối cho chúng ta gì? Phá mê khai ngộ, thoát khỏi những nơi u đồ, tăm tối, khổ đau. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súng sinh. Để gì? Để sinh về các cõi hiền thiện, như là cõi người, cõi trời. Thậm chí là được sinh về gì? Sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân. Đó mới là gì? Đó mới là cái tài sản quý nhất
đối với chúng sinh chúng ta, đối với con người chúng ta. Cho nên các vị ở ngoài đời đừng có nghĩ rằng mình giàu có, tiền tài của cải, chức to, quyền lớn là mình đã có đầy đủ, đã có tất cả đâu. Rồi tới khi nhắm mắt xuôi tay, các quý vị mới thấy rằng lời Phật nói gì? Đúng. Chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, nằm rên khừ khừ trên giường bệnh, các quý vị sẽ thấy lời Phật nói là đúng. Cho nên được thân người rồi là khó, Đức Phật nói rồi. Gặp Phật Pháp mà không tin được á, thì đây quả thật là cái phúc của chúng ta còn quá kém vậy. Mặc dù ngồi lên đống tiền tài danh vọng mà không hiểu Phật Pháp, không có niềm tin vào gì nhân quả, không có niềm tin vào lời Phật dạy, thì quả thật cũng gì uổng phí cả một đời gì, một kiếp được làm người vậy. Quả thật như thế các quý vị. Hôm nay có thể một số những người còn đang chìm đắm vào trong gì cái biển danh vọng, chìm đắm trong gì núi tiền tài của cải vàng bạc châu báu của họ làm ra, họ có thể chưa hiểu được lời Phật dạy, chưa tin lời chúng tôi nói là thật, thậm chí họ có thể còn phỉ báng và cho chúng tôi là những kẻ nói suông, cho Phật là những kẻ nói gì nói dốc, vân vân. Nhưng chắc chắn rằng gần hay xa, một ngày nào đó khi nằm rên trên giường bệnh, cái lúc hấp hối chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, họ mới gì sực nhớ ra, à hóa ra cả đời lam lũ, cả đời khổ cực, cả đời phấn đấu và cả đời dành dụm, nay kết quả cũng chẳng mang theo được cái gì đi đâu, chẳng mang theo cái gì được cả, mà thậm chí thì càng để lại nhiều của, nhiều con cháu á, thì khiến cho chúng nó gì càng tranh nhau, càng đấu đá nhau, thậm chí là gì chém giết nhau để giành được phần hơn, nó cũng chẳng từ đâu. Cho nên chúng ta thấy câu chuyện của Tào Tháo, các vị biết Tào Tháo rồi đúng không, biết qua câu chuyện gì ạ? Chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cả đời mưu đồ nham hiểm, chẳng từ một cái gì, chẳng từ một việc ác nào, bức vua, hại thầy, phản bạn, làm mọi cách để được gì, để thống nhất thiên hạ, để lên làm vua. Chúng ta thấy chưa thống nhất được thiên hạ, ông đã cũng phải gì, phải nhắm mắt xuôi tay rồi. Nhưng ấy, đau cho ông ấy gì, đau cho ông là gì? Vừa nhắm mắt xuôi tay, thằng con trai lên kế ngôi, xác của gì của cha tức là Tào Tháo vẫn còn đang gì nằm ở đó, tất cả cung tần mỹ nữ là người của, là thê thiếp của cha trước đây ấy, nó gì cua một cái vào gì về phủ của nó và trở thành gì, thành vợ của nó, thành thê tử của gì của nó. Chúng ta thấy đau không? Cả đời ngang dọc, chẳng từ một thủ đoạn nào, để làm gì? Để mong thống nhất thiên hạ, để lên làm vua. Làm vua để làm gì? Để lại cho con gì? Cho con, cho cháu. Nhưng vừa chết đi, xác còn nằm đấy, Tào Thực là gì? Con lên kế cha, kế ngôi vị của cha, đã lấy hết, đem hết thê thiếp của cha, chuyển thành gì? Về bên phủ của mình, thành thê thiếp của mình rồi. Còn Tào Tháo thần thức đi đâu? Cái quyển Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có kể một câu chuyện rằng á, đến thời nhà Thanh, thời vua Càn Long, bây giờ có một ông gì, một ông hàng xóm chuyên mổ lợn. Một hôm ông ta gì giết một con lợn thật to thật béo ra, thì khi ông ta giết con lợn này, ông ta thấy rất là lạ, đó là trên gan của cái con lợn đó có hai cái chữ gì, Tào Tháo. Chúng ta nhớ nhé, gan của con lợn đó
hiện lên hai chữ gì? Tào Tháo. Nhờ vào gì? Cái kẻ làm đồ tể kia, nhờ gì? Thấy trên gan con lợn có hai chữ Tào Tháo mà biết được rằng à, đời trước làm vua, làm chúa, đời nay lại phải làm súc sinh như vậy sao? Quả thật có quy luật nhân quả vận hành sao? Có lời Phật nói ở trong Tam Tạng Thánh Điển là đúng sao? Cho nên á, ông ta gì liền phát nguyện bỏ nghề sát sinh. Trong ngày hôm đó câu chuyện đó được lan xa ra gì, ra khắp làng trên xóm dưới và đến làng xã xung quanh. Bây giờ có một ông hàng xóm đi sang xem thấy câu chuyện đó, liền là ngộ được cái lý vô thường, cái luật nhân quả. Cho nên á, ông ta liền gì xuất gia. Và sau này có cái tên pháp hiệu này là Phật An, trở thành một gì một pháp sư cũng nổi tiếng ở cái thời triều đại nhà Thanh, thời vua Càn Long đó. Pháp sư Phật An. Do nhìn thấy cái ông hàng xóm giết lợn, gan của con lợn có hai chữ Tào Tháo, mà ngộ đạo, ngộ được lý vô thường, ngộ được lý nhân quả, xuất gia tu đạo, sau này trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, đó là pháp sư Phật An. Cho nên chúng ta thấy cả đời lam lũ, cả đời phấn đấu vì con, để lại cho gì? Gia tài cho con. Nhưng mà gặp phải những đứa con bất hiếu như vậy, chúng ta thấy không? Gặp đứa con bất hiếu như thế, cha vừa chết đi nằm xác còn đó, nó liền đem hết thê tử của cha thành gì? Xin lỗi, thê thiếp của cha thành thê thiếp của mình. Nó báo hiếu như vậy sao? Chúng ta thấy đấy là báo hiếu sao? Đó. Bây giờ thì có thể nó không có cái chuyện đó, vì chuyện đó thì bây giờ đối với chúng ta thời buổi văn minh xã hội này, chúng ta cho chuyện đó là gì? Là chuyện loạn luân. Nhưng thời xưa, thời vua chúa ngày xưa, thời phong kiến ngày xưa, cái chuyện đó cho là gì? Tất nhiên. Gặp với ông vua nào mà anh minh ấy, triều đại nào mà anh minh, họ cho chuyện đó là chuyện loạn luân không thể được. Nhưng con của Tào Tháo đã làm cái điều đó, tức là gì? So với chúng ta bây giờ nói gì? Đó là loạn luân, bất hiếu. Không chỉ bất hiếu mà còn gì? Còn đại nghịch, đại bất hiếu. Cho nên ở đây chúng tôi nói như vậy, các Phật tử chúng ta thì cũng phải gì? Phải suy nghĩ. Chứ không phải là những người giàu mới suy nghĩ đâu, Phật tử chúng ta phải suy nghĩ. Và tôi thì cũng thường phải suy nghĩ cái điều đó. Cho nên các vị biết rồi, tôi thường phát nguyện với Phật, với Bồ Tát và nói với đại chúng này, tôi đến với đạo là hai bàn tay trắng, tôi ra đi bất cứ lúc nào cũng gì, cũng trắng hai bàn tay. Vì tôi đến với đạo, tôi chỉ có một cái ý chí, một cái ước nguyện, đó là xuất gia, đó là tu Phật. Trên thì cầu Phật đạo, dưới thì báo Phật ân đức. Cho nên tôi phát nguyện là gì? Không giữ tiền tài vàng bạc cho mình làm gì cả. Tất cả tiền tài vàng bạc của cải, các Phật tử họ cúng dường đều đem làm Phật sự hết. Không giữ cho mình cái gì cả. Cho nên tôi thường phát nguyện là mình đến với Phật bằng hai bàn tay trắng, thì ra đi bất cứ lúc nào cũng phải gì? Trắng hai bàn tay, không được giữ làm gì. Cho nên cái tiền tài đó là những thứ gì? Phật nói là những cái thứ mà vật ngoài thân. Người học Phật chúng ta mà còn chấp vào nó, còn tham nó là chúng ta không thể, chúng ta không thể giải thoát được. Các vị thấy mấy hôm Tết vừa qua, vì sao rồi tôi rất ít tiếp khách, thậm chí là tôi còn trốn không muốn tiếp khách. Các Phật tử thập phương về thì ngày đến hàng mấy chục ngàn người, tôi ngồi tiếp khách từ sáng đến tối ít nhất cũng phải được gì, được vài chục triệu, thậm chí là gì, họ mừng tuổi cũng phải được 100, 200, 300 triệu. Nhưng mà những cái ngày đông nhất là những ngày gì? Tôi trốn đi, tôi cáo bệnh về gì? Tôi trốn. Vì tôi thấy rằng nếu mà quá đông người như vậy, mình ngồi suốt ngày cứ
Phật tử cứ đi ra đi vào, ai cũng mừng tuổi, ai cũng tiền tiền nong nong, lúc nào cũng thế, đi qua đi lại mệt người lắm. Họ mừng tuổi mình thì mình cũng lại phải mừng tuổi lại người ta. Họ chúc mình cũng phải chúc lại người ta. Khổ lắm, cái chuyện thế gian nó là như thế. Pháp của thế gian nếu mà mình không làm ấy, thì người ta cho mình là kiêu căng, cho mình là gì? Là không hòa đồng với gì? Với đại chúng, với tín đồ Phật tử. Cho nên thì tốt nhất là gì? Cáo bệnh ở trong phòng là một biện pháp tốt nhất của tôi. Nếu mà tham tiền, ngồi một ngày thôi, trong mấy ngày Tết vừa qua, những ngày đông từ mùng 2, mùng 3 cho đến mùng 5 ấy, ngồi chỉ nhận lì xì của các Phật tử thôi, phải được 100-200 triệu, 100-200 triệu một ngày ấy, chứ không phải là cả mấy ngày. Nhưng tại sao tôi ngồi? Tôi không ngồi. Để thời gian để dưỡng tâm. Vì cũng không muốn là gì? Không muốn là mình dính quá nhiều, quá sâu vào cái vấn đề tiền bạc của tín đồ Phật tử. Còn hàng ngày xây dựng các thứ đó thì các Phật tử thì mang đến cúng dường, giao cho gì bên chi khách, bên thủ quỹ, các vị cầm và các vị chuyển thẳng cho thì những người xây dựng đó, thì mình đỡ phải duy trì, đỡ phải giữ, đỡ phải cất giấu làm cái gì cả. Mới hôm kia có một cụ cố vấn cấp cao của các cụ ở trong Bộ Chính trị điện cho tôi nói rằng là gì? Mấy anh em bên an ninh kinh tế của thành phố và của bộ nó ngồi nó bàn nhau rằng á, không hiểu cái ông Sư Thịnh ấy, ông làm cái gì mà gì, ông lắm tiền ông xây dựng chùa to thế, xây dựng đến mấy chùa, hay rằng ông gì, ông được ai chống lưng, ông có ai chống lưng mà ông ấy xây dựng được nhiều chùa như thế, đặc biệt cái chùa Khai Nguyên ông lại đang xây dựng lớn như thế. Lên nhìn thấy cái công việc, cái khối lượng công việc, và người ta đặt ra câu hỏi, thậm chí người ta còn nói gì, hay rằng ông được Trung Quốc chống lưng. Đấy, những người làm ngành an ninh đó, của cố vấn cấp cao của gì, của đảng. Hiện tại bây giờ mấy ngày kia cụ điện cho tôi, cụ nói anh em nó bảo như thế đấy. Nó bảo rằng thầy không biết là họ nói rằng thầy không biết là gì, có ai chống lưng thầy, quan hệ thế nào, ai chống lưng, ai đem tiền của cho thầy, ai đem gì, ai đem rửa tiền mà gì, mà thầy có nhiều tiền để xây dựng như thế, hay là gì, hay được Trung Quốc ủng hộ. Ấy đấy, khổ lắm. Chúng ta thấy bây giờ cái gì á, chúng ta không làm được cái gì họ chửi. Nếu mà không làm được, ông sư không làm được thì họ nói là gì? Sư chỉ biết ăn hại, sư chỉ biết gì, ngày ba thời gõ mõ tụng kinh ba bữa cơm, sư chỉ biết ăn hại, chỉ biết bám gì, ăn bám của dân, của tín đồ Phật tử ấy. Mà mình làm được á thì họ lại nói gì, mình có ai chống lưng, hay là nhận gì, nhận tiền của tình báo Hoa Nam, tức là cái tình báo của Trung Quốc, họ mang tiền sang để họ đút lót cho, họ đút cho mình để mình làm việc cho họ, vân vân và vân vân. Đó, chúng ta thấy những người làm ngành an ninh họ còn đặt cái câu hỏi như vậy, tức là cái tầng lớp trí thức, tầng lớp quản lý gì về tôn giáo nhà nước mà còn nói như vậy, thì chúng ta phải hiểu là cái người dân. Cho nên 2-3 năm trước rộ lên cái tin gì, chùa Khai Nguyên là chuyên buôn thuốc viện. Tôi là ông trùm của gì, ông trùm của ma túy. Và cái khi mà có một cái chú thợ làm ở trong chùa nó bị bắt, vì nó đi mua thuốc phiện nó hút, cho nên nó bị bắt. Vì vậy mà sau đó thì sư cũng có, đồng đạo với nhau cũng có, và gì, người làm việc ở trong gì, ở trong ngay cái xã này cũng có, và Phật tử gần xa gì cũng có. Tôi nói đau là gì? Đau là sư cũng có gì, Phật tử cũng có, những người làm việc chính quyền ở ngay trong địa phương này cũng có. Họ đi loan tin là gì, khi bắt đó, tôi còn có mấy tỷ đồng ở trong gì, trong cốp xe, và có đến gì, có đến mấy chục ký gì, thuốc phiện heroin ở trong trong xe nữa.
Bạn bè mấy thầy cùng học ở xa nghe tin như vậy thất kinh, gọi điện cho tôi. Gọi điện cho tôi vẫn thấy tôi nghe máy. Thì hỏi rằng ông đang ở đâu? Thế mà tôi đang ở chùa chứ ở đâu? Hỏi có thật không? Thế mà tôi không ở chùa thì làm sao tôi nghe được máy? Mình biết ngay là gì? Biết ngay là họ lại có gì? Nghe được cái thông tin thất thiệt gì ở đâu rồi? Lại bảo lại cái thông tin vớ vẩn đúng không? Lại bảo ừ đấy tôi, con nghe người ta nói mà con rụng rời hết cả chân tay. Đấy. Và nghe không tin cho nên phải gọi điện ngay. Không tin nhưng phải gọi điện ngay xem gì. Nghe điện thoại rồi đấy. Bảo không tin rồi còn hỏi ông đang ở đâu? Và đang ở chùa ở đâu? Hiểu còn hỏi thật không? Đó. Thế bảo thật thì người ta còn gì? Người ta còn nói là gì? Thế mà nghe người ta nói như vậy. Thế nọ thế kia. Đó. Rồi á. Một số Phật tử thì không tin còn gì phải ở tận Hà Nội. Thậm chí là ở tận dưới Quảng Ninh thì còn đi xe lên tận đây xem có tôi ở nhà không, lấy cớ là lên để gặp thầy, để cúng tượng hay gặp thầy để cúng dường vài trăm nghìn. Nhưng mà thực tế lên xem gì, có thấy thầy còn ở nhà không? Đã lên tận nơi thấy đây rồi, họ về họ yên tâm rồi. Nhưng mà khổ nỗi lại có một cái Phật tử là cũng là phu nhân của một vị ở cấp cao ở trong tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam chúng ta. Bà vẫn còn đang làm gì ở tòa án nhân dân một quận. Bà ấy gọi điện lên cho tôi, bà bảo thầy đang ở đâu? Tôi bảo tôi đang ở chùa. Bảo có thật không? Tôi đang ở chùa mà. Thế bà bảo là ôi trời ơi, con mới nghe thấy thông tin, con mới đi ra cửa nghe cái bà hàng nước, bà ấy gọi con lại, bà bảo rằng ấy, này tôi nói cho gì, cho cô nghe một cái thông tin, một cái thông tin giật gân, nhưng mà cô phải bình tĩnh nhé. Thế bà ấy bảo là tin gì mà cụ làm ghê thế. Thế bà cụ bán hàng nước, bà bảo ấy, cô mọi khi hay đi chùa Khai Nguyên của thầy Thịnh có đúng không? Bà vâng, cháu hay đi chùa Khai Nguyên của thầy Thịnh. Bà có phải cái ông thầy mà mấy năm trước xuống đây giúp cho anh em ở cán bộ chỗ tòa án đấy không? Bà vâng đúng rồi, thầy đấy, thầy Thịnh. Thế bảo rằng này, lúc nãy nhá, mấy chú an ninh, mấy chú chuyên đội chống ma túy, chú ấy ngồi đi uống nước và chú ấy kể là gì? Mới tối hôm qua các cái chú ấy đi phục mấy ngày mấy đêm, tối hôm qua gì đến chiều ngày hôm qua gì mới bắt được ông thầy ấy. Trong xe ông thầy ấy còn gì có mấy tỷ và có gì mấy cân heroin ở trong đó và đưa đi rồi. Cô ấy bảo là nghe thấy cái tin đó thì rụng rời hết cả chân tay, khớp nối lại các công việc, không tin được. Nhưng mà bảo là anh em bên gì bên đội chống ma túy nó mới ngồi uống nước ở đây nó nói chuyện với nhau và bà cụ ấy nghe thấy. Bà cụ ấy nghe thấy. Vì trước đây cũng nghe gì cái cô ấy đi ra, thỉnh thoảng đi ra ngồi nghỉ trưa hay ra uống nước đấy, cứ hay nói về chùa Khai Nguyên, nói về thầy Đạo Thịnh. Cho nên nay mới nghe thấy cái tin đó, báo lại cho cô ấy luôn. Đấy, cô ấy rụng rời gọi điện lại cho tôi. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian không làm được cái thì họ gì? Họ chê, họ nguyền rủa, họ chửi. Nhưng mà chúng ta làm được ấy, thì họ gì? Họ ghét. Các cụ chúng ta ngày xưa hay nói gì? Hay thì khen, hèn thì chê. Có đúng chưa? Chưa. Chưa hoàn toàn đúng đâu. Hay thì họ dìm, mà hèn thì gì? Họ chê. Đó. Mà cái nỗi đau đó là gì? Cả một số tăng ni cũng đi tuyên truyền cái việc đó. Mà thậm chí là cái người làm ngành tôn giáo ở thị xã Sơn Tây, khi mà đi ăn sáng nghe thấy cái thông tin đó thì cũng bất ngờ, bất chợt và gọi điện hỏi tôi. Thế tôi vẫn nghe máy thì ông ấy bảo thì thầy đang ở đâu? Bảo tôi đang ở chùa. Bảo có thật không? Tôi lại bảo lại chuyện vớ vẩn ấy gì. Ông bảo ừ đúng rồi, tôi mới đi ngồi ăn cơm ở đây thì nghe ông Mặt trận Tổ quốc, ông hỏi tôi là mới nghe thông tin đấy có đúng không? Anh có nắm được không? Anh là ngành quản lý tôn giáo, anh nắm được không? Thì tôi bảo không biết cái gì, tôi gọi điện cho thầy ngay. Đó, cho nên chúng ta thấy xã hội nó phức tạp lắm. Nó rất phức tạp ở cái gì? Ở cái chỗ đó. Ở đây tôi đang nói gì? Cái cụ cố vấn các cụ cấp cao
của Đảng, của Nhà nước, của gọi điện cho tôi, cụ ấy nói là đấy, thầy xây dựng đấy như thế thì làm cái việc tốt cho dân, cho nước, cho Phật giáo, cho giới trẻ đến chùa hôm Tết, cho nó hướng thiện như vậy. Mà nó gì, nó còn đi nó nói như vậy đấy. Thì tôi bảo cụ là thôi cụ kệ người ta. Thấy cụ bảo nhưng mà mấy đứa nó láo, nó đi nói linh tinh thế là nó láo. Thế thì bảo là thôi, ở xã hội nó cũng phải có người thế này, người thế nọ. Đấy Đức Phật mới gọi là gì? Mới gọi là thánh phàm đồng cư, mới gọi là thế giới sa bà. À, phải gì? Sa bà có nghĩa là kham nhẫn. À, kham chứ phải kham khổ, nhẫn chứ phải nhẫn chịu. Phải nhẫn được gì? Những cái gì mà khó nhẫn, chịu được cái gì người đời khó chịu được thì mình mới gì? Mới được xã hội họ họ công nhận mình rồi, họ tôn trọng mình là một vị, một bậc thầy của họ về đạo đức chứ. Nếu mà mình cũng không kham được, không nhẫn được, mình đi sồn sồn lên nữa thì đâu họ có phục mình nữa. Ở ngoài đời mà thì cái trí tuệ, cái phúc báo gì, thế gian của họ gì còn hơn mình rất nhiều mà. Thế tại sao khi họ đến chùa họ vẫn gì, họ quỳ, họ chắp tay, họ lạy mình. Lạy mình không phải là ở cái trí tuệ của mình, cái bằng cấp của mình, mà ở cái gì, ở cái sự kham nhẫn, cái đức hạnh của mình vậy. Cho nên nói với cụ thôi, cụ cứ hoan hỉ đi, kệ các vị ấy. Các vị nói thế nào thì nói. Điều quan trọng gì, cụ tin gì, cụ tin sư ông là được. Các cụ tin sư ông là được. Và những tín đồ Phật tử gì, học Phật chân thành gì, tin sư ông là được. Và đại đa số gì, tầng lớp nhân dân thấy việc làm của sư ông mà chấp nhận mà gì, và ủng hộ gì, để sư ông làm cái việc tốt cho dân, cho nước là được. Còn thêm một vài cá nhân hoặc một số những trường hợp gì, cá nhân nào đó họ chưa hiểu mình, họ không thông cảm với việc làm của mình, họ tìm cách để họ bôi nhọ mình hoặc họ hạ bệ mình, thì mình cũng phải chịu thôi, phải ăn nhẫn thôi. Đức Phật gì, chúng ta biết là Ngài trụ thế, khi còn trụ thế cũng có rất nhiều tôn giáo, rất nhiều ngoại đạo, và thậm chí cả người thân của Ngài gì, đó là Đề Bà Đạt Đa và Thiện Tinh Tỳ Khiêu, là những người thân ở trong gia đình của, trong dòng tộc của Đức Phật, cùng chung huyết thống của, cùng với gì, cùng với Đức Phật, mà còn đi gì, đi phản bội Ngài cơ mà. Cho nên là chúng ta thấy ở trên đời này, vì sao Đức Phật lại gọi thế giới này là thế giới sa bà, là kham nhẫn, là như thế. Cho nên chúng ta xuất hiện ở trên cuộc đời này là chúng ta phải gì, chịu chung cái gì, cái quy luật vận hành của thế giới này rồi. Ở đây chúng tôi đang muốn nói để nói rằng là đối với cái vấn đề tiền tài của cải vàng bạc châu báu, nó là quý, nhưng chúng ta đừng có quá gì tham chấp vào nó, đừng có đấm chấp vào nó mà chúng ta gì một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay chúng ta quá chấp vào nó, chúng ta ra đi không được đâu. Hôm trước chúng tôi kể vị hòa thượng gì do đắm chấp vào cái rừng mía mà sau khi chết thì làm con sâu ở trong gì, ở trong cây mía đó. Một vị hòa thượng tu hành lâu năm ở trong cửa Phật, đạo đức cũng không phải là tồi, nhưng chỉ vì gì, tham chấp cái ngôi chùa và cái rừng mía của mình trồng á, mà chết đi, thần thức không được siêu thoát, đọa làm thân con sâu ở trong gì, trong cây mía, ở trong vườn chùa vậy. Thật là xót xa. Nhưng may cho gì, cho cụ ấy là được gì, được người bạn là một vị cao tăng đắc đạo từ Huế đi vào để thuyết pháp cho gì, cho con sâu ấy nghe. Và con sâu ấy khi mà ngộ được một cái là dãy dãy mấy cái và gì, phải chết. Rồi vị hòa thượng nó cùng với đám tiểu của cái thầy hóa con sâu đó là liền là làm ma một lần nữa, chỉ sau có mấy ngày. Mấy ngày trước là làm ma gì, an táng long trọng linh đình gì, nhục thân của vị hòa thượng trụ trì. Và mấy ngày sau thì làm gì, làm lễ an táng cái thân của gì, của một con sâu. Thân của con sâu đó cũng chính là gì, là thân sau của vị hòa thượng trụ trì phương trượng kia vậy. Vị phương trượng trụ trì kia trước kia chính là gì, là thân trước của thân con sâu kia vậy, thân con sâu kia vậy. Chúng ta thấy, cho nên ở đây ấy, chúng tôi ấy, mới nói với các quý vị, tiền tài của cải vàng bạc, cái gì mà chúng ta gì, thấy làm việc phúc được, làm việc thiện được thì cứ đem làm dần nó đi,
Cái gì giao cho con cho cái được thì cứ giao dần nó đi, giữ lắm bên mình cũng chẳng để làm gì cả. Chúng ta thấy thời chiến tranh có những cái đại tỷ phú về gì, về vàng bạc ở ở thủ đô Hà Nội chúng ta thì cả gia đình đem hiến cho gì, cho cách mạng hết mà, vì cảm hóa cái đức độ của đức hạnh của gì, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức gì, tổ chức của Đảng do Bác lãnh đạo lúc bấy giờ, liền đem hiến toàn bộ gì vàng bạc của gia đình nhà mình để cho tổ chức gì, làm cách mạng, để cho nuôi quân, để cho mua vũ khí để đánh giặc. Cho nên vừa qua thì cô con gái của cụ mất đi được cái, được cấp cao của Đảng của nhà nước đứng ra làm gì ạ, làm tang lễ, đứng ra đến viếng và đứng ra làm tang lễ chứ. Người có công, các cụ ngày xưa nói gì, người có công thì chồng chẳng phụ. Nay chúng ta thì học theo lời Phật, biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì Phật chẳng gì, chẳng quên chúng ta đâu. Phật Bồ Tát gì, các ngài sẽ ghi nhận cái tấm lòng học đạo cầu đạo của chúng ta, rồi nếu thấy được đủ nhân duyên, đủ công đức, đủ phúc báo, chắc chắn ngài gì, sau khi xả bỏ báo thân, ngài sẽ tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây phương cực lạc thế giới, về thế giới đó mới thực sự an ổn, thực sự giải thoát, thực sự hết phiền não, thực sự hết khổ đau, và thực sự hết cái chuyện thị phi nhân ngã ở thế gian này. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là cũng phải gì, cũng phải học theo lời Phật mà xả dần đi. Làm thì làm thật nhiều đấy, nhưng điều quan trọng mình gì, mình không giữ cho bản thân gì, cái gì là được. Tất cả nó chỉ là điều, là phương tiện, là huyễn hóa. Dùng ở tại gì, tại ngôi chùa này, và mình ra đi mình mất gì, cũng hai bàn tay trắng mà ra đi thôi. Đừng có mang theo một cái gì, hay đừng có để lại một cái gì, đặc biệt là tiền tài của cải, châu báu, vàng bạc. Để lại cái đó thì chỉ làm tổ cho gì, các đệ tử và nhân dân sau này tranh cướp nhau mà thôi. Chúng tôi nhìn thấy nhiều sân môn, nhiều những vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, những quý thầy lúc còn sống hiện thời á, do cứ bo bo tích cóp, gửi hết sổ ngân hàng này đến sổ ngân hàng nọ, sổ ngân hàng kia, thậm chí là mua vàng tích cóp để trong két, để trong phòng. Sau khi vừa nằm xuống, vừa qua mấy năm ngoái này, có một sư cụ ở ngoài Hà Nội vừa nằm xuống, chính quyền nó vào gì, niêm phong phòng của cụ. Tiểu cũng không có quyền, nó niêm phong rồi, đóng cái con dấu quốc huy vào đó rồi, niêm phong vào đó rồi là gì, các đệ tử của cụ cũng không gì, không được mở vào nữa. Vì sao? Vì nó nghi ở trong phòng gì, trong phòng cụ có rất nhiều tiền. Vì cái ngôi chùa này trước đây là gì, rất đông tín đồ Phật tử đến lễ. Chùa chiền thì bao nhiêu năm nay cũng không xây dựng, tiền đó ở đâu? Chắc chắn ở trong phòng của cụ. Cho nên nó nghĩ như vậy. Vì vậy mà vừa nằm xuống cái việc gì, nó không bàn cái việc làm tang như thế nào, không nhóm họp sơn môn với gì, với chính quyền và với các Phật tử, phải làm tang cho cụ ra sao, ngôi chùa sau này ai là người kế đăng tục diệm để Hoàng Dương Phật Pháp lợi lạc quần sinh. Nó không bàn cái đó, mà cái việc đầu tiên là đem niêm phong cửa phòng của cụ lại, bàn mọi việc thì bàn sau. Chúng ta thấy khổ chưa? Cả đời công hiến, cả đời xuất gia tu tập để mong về gì? Mong thanh thản trước khi nhắm mắt xuôi tay, hoặc sau khi nhắm mắt xuôi tay, nhân dân, tín đồ Phật tử, chính quyền địa phương và gì, và đệ tử xuất gia của mình ấy, ngồi nhau lại để lo cái việc hậu sự cho mình. Còn mọi việc khác đều là phụ. Nhưng không ngờ rằng cái việc đầu tiên mà họ làm đó là niêm phong gì? Niêm phong phòng. Sau khi đợi đầy đủ đệ tử về, rồi các Phật tử đại diện về, bắt đầu họ mới mở cửa phòng ra, bắt đầu gì? Niêm phong gì? Cái két. Đấy, chúng ta thấy đau chưa? Đấy là những cái chuyện gì? Những kinh nghiệm xương máu chúng tôi được biết, từ trước cũng biết rồi, mà vừa qua thì năm ngoái lại biết thêm một câu chuyện thực sự đau lòng như vậy nữa. Cho nên á, tôi thường phải phát nguyện luôn luôn là gì? Trong két của tôi chỉ có mấy cái bộ giấy tờ gì, mấy cái bộ cái giấy tờ rồi hồ sơ xuất gia, rồi hồ sơ gì cúng chùa, hồ sơ thỉnh sư, hồ sơ giấy bổ nhiệm trụ trì chùa ngày xưa thôi. Đó. Một số những cái giấy tờ đó thôi.
Cho nên sau này cũng chẳng sợ người ta phải niêm phong, phòng mình cũng chẳng sợ là niêm phong cái két của mình, mà có một niêm phong thì chẳng nên mở ra họ cũng chẳng thấy cái gì cả, để chúng ta dễ bể ra đi, để cho các đệ tử nhớ sau này chúng nó không hòa thuận được với nhau. Nó có tranh cũng chẳng có gì mà tranh cả. Có cái chùa, xác chùa không thì ở đây rồi, đứa nào có thì đứa nào có đức, đứa nào có trí tuệ, có đức hạnh thì tự dân tình họ sẽ mời ở lại để kế tục sự nghiệp của thầy, kế vãng khai lai. Còn chẳng có đức có hạnh thì dân người ta thôi mời các vị ra khỏi chùa dân của tôi. Đó. Đó cho nên bây giờ thôi từ giờ trở đi tôi cũng đã nghĩ rồi. Học theo Hòa Thượng Tịnh Không đấy, nó để lại cho đệ tử là những cái bài pháp. Thế nên các vị thấy bắt đầu ra năm nay từ hôm mùng 3 Tết tới giờ, ban ngày thì tôi trốn, tôi bớt tiếp khách và thậm chí là không tiếp khách, để chiều tối lại thì có sức khỏe để còn giảng kinh thuyết pháp, để cho các vị gieo duyên với các quý vị, để các quý vị biết tới Phật pháp ngày nào đó quý ngày đấy. Nếu mà cả ngày tôi ngồi tiếp khách, các vị biết mỗi ngày mấy chục nghìn khách đến chùa, tôi cứ cho là mỗi ngày khoảng độ 500 người vào hoặc 1.000 người vào lễ và vào chúc mừng chúc Tết thầy thôi, chỉ cần thấy thầy ngồi nhà khách thì họ ùa vào ngay. Thì các vị biết đến tối lại thì có mà làm sao tôi còn ngồi để thuyết kinh giảng đạo được nữa. Cho nên bỏ một cái gì đó nó lợi về thiên, về tiền tài của cải, để đi về cái gì có lợi cho Phật pháp, cho những người học Phật, cái gì lợi hơn thì mình sẽ làm cái điều đó. Còn cái kia tôi không ngồi tiếp khách, thì có các đệ tử, có phòng chi khách, rồi có các đệ tử ở phục vụ ở các nơi rồi, ở các khu vực họ tiếp rồi, không gặp tôi thì đâu có chết đâu, họ không chết, họ vẫn đi lễ bình thường. Cho nên ở đây thì đây là tôi nói về cái phần chúng tôi còn làm được như thế, huống chi là các Phật tử chúng ta. Cho nên hãy cũng cố gắng để mà tu, làm sao mà xả được cái gì thì chúng ta cũng phải xả dần đi. Đừng có bây giờ năm nay các Phật tử mà nếu mà lớn tuổi mới học đạo á, 6, 7, 80 tuổi rồi mà không xả được, thần chết nó luôn luôn kề cặp bên cạnh chúng ta, hít vào không thở ra nữa, có nghĩa là thần chết đã lôi đi. Vậy mà chúng ta còn tham lam, còn tích chữ, còn cất giấu, còn chẳng muốn giao quyền cho con cho cháu nữa, thì giữ lại làm cái gì? Giao hết cho nó đi mà dành thời gian để nhất tâm tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối, để cầu gì? Cầu sau khi xả bỏ báo thân được A Di Đà Phật rước về Tây Phương đi. Làm gì mà phải bo giữ chắc chiêu giữ gìn lắm làm gì? Nó để con cái của mình nó giữ được thì cho nó giữ. Đó. Rồi ở đây Đức Phật lại tiếp tục bảo là Đức Phật bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý này, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần thông lớn, hay phân thân tự tại thường dạo quái xá bà để giáo hóa chúng sinh, khiến cho được giải thoát. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói bài kệ rằng, tức là ngài muốn nói lại cái ý nghĩa trên, tức là gọi là trùng tuyên lại những cái cái văn trường hàng, những cái bài pháp mà Đức Phật vừa nói nói ở từ hôm tôi giảng từ hôm nọ tới hôm nay á, ngài muốn nói lại cái ý nghĩa trên, cho ngài muốn nói cái bài kệ là gì. Này ông Vô Tận Ý, ông nghe hạnh Quán Âm hay ứng khắp nơi chốn, nguyện rộng sâu như biển. Đó, thế chúng ta cứ học bốn câu cho dễ. Này ông Vô Tận Ý, ở đây trong văn kinh ấy, tôi sám hối Phật là gì? Tôi phải bỏ đi mấy cái câu, bỏ đi mấy cái câu. Tôi nghĩ là gì? Người dịch ngày xưa chắc họ dịch nó không sát, dịch thừa, có thể dịch thừa. Trong cái văn kinh ấy, chúng ta thấy thì ở đây từ cái vô này ông Vô Tận Ý thôi, chứ không có là ngay lúc bấy giờ Vô Tận Ý Bồ Tát đứng dậy thưa hỏi bạch Phật rằng, không có cái đấy nữa, vì Đức Phật nói kệ mà. Vì sao mà tôi dám cắt bỏ đi? Vì tôi thấy nó không hợp lý. Có thể là người xưa họ dịch nó
nhầm hoặc là như thế nào đó, không rõ lắm. Nhưng bây giờ Đức Phật đã nói, Đức Phật nói kệ thì phải lời này là phải lời của Đức Phật thôi, chứ không có cần bốn cái câu trước khi Đức Phật nói kệ để nói lại gì. Lại ngay trong lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý liền từ tòa ngồi đứng dậy bạch hỏi Đức Phật rằng, xong với Đức Phật mới trả lời này cũng Vô Tận Ý, đã gọi là đã nói lại kệ thì chỉ nói từ phần Đức Phật thôi. Cho nên á, tôi trước khi mà tôi bỏ mấy cái câu đó đi để không dịch, không hội tập vào bộ kinh này, là tôi cũng đã sám hối với Đức Phật. Nếu có sai á, thì Phật gì cũng hoan hỷ đánh chữ đại xá cho gì, cho đệ tử, cho con. Chứ còn nếu mà đúng á, thì Phật gì cũng hoan hỷ để cho bộ kinh này sớm được truyền bá rộng khắp, cái bộ hội tập này sớm được truyền bá rộng khắp, để cho đại chúng gì được học và được đọc, được hiểu, được tu tập đúng chính pháp. Ở đây ngài nói này ông Vô Tận Ý, tức là gì? Đức Phật nói kệ và nói vào luôn, bảo luôn Bồ Tát Vô Tận Ý là gì? Ông nghe hạnh Quán Âm, tức là ông gì? Nghe hạnh, hạnh nguyện, hạnh tức là hạnh nguyện của Đức gì? Quán Thế Âm Bồ Tát, hay ứng khắp nơi chốn, tức là hay ứng gì? Hay ứng hóa, hay ứng hiện. Đấy. Hay ứng thân ở khắp các gì? Các nơi, các chốn, như trong phần Văn Kinh Trường Hàng mấy hôm qua chúng ta học. Ngài dùng các hóa thân đó, tức là gì? Là hay ứng khắp nơi chốn đó. Nguyện rộng sâu như như biển. Nguyện, chí nguyện và hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm thì rộng sâu như, rộng như là gì? Chúng ta thấy rộng như, chúng ta khi nói rộng, rộng như gì? Như biển. Sâu cũng sâu như gì? Như biển. Cho nên Phật mới lấy cái tỉ dụ bằng thông qua cái gì? Cái pháp của thế gian đó là lấy biển, tức là đại dương đó, rộng. Trong tất cả các con sông thì biển là gì? Rộng nhất, là lớn nhất. Trong tất cả các con sông thì biển cũng là gì? Là sâu nhất. Cho nên ấy, ở đây Đức Phật mới gọi là nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm rộng sâu như như biển vậy. Tiếp theo, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn ức Phật phát nguyện lớn thanh tịnh ta vì ông nói qua. Đây là Phật nói về, nói về Quán Thế Âm Bồ Tát có cái hạnh nguyện rộng sâu như vậy, trải qua gì nhiều kiếp, nhiều đời chẳng thể nghĩ bàn được. Ngài đã từng gì, từng thân cận hầu nhiều nghìn ức Phật đấy, tức là ngài đã gì, đã từng thân cận, đã từng thị giả rất nhiều các đức rồi, các đức Phật trong thời quá khứ, thời hiện tại, nhẫn đến cho thời vị lai mai sau. Quán Thế Âm Bồ Tát cũng gì, cũng dùng vô lượng vô số các hóa thân để thân cận các đức Phật, để trợ duyên, trợ tuyên giáo pháp của các gì, các đức Phật đấy. Ngài thường ta phát gì, cái nguyện lớn rất là thanh, rất là thanh tịnh. Nguyện thế nào là nguyện lớn thanh tịnh? Nguyện nguyện đều vì chúng sinh, nguyện nguyện đều vì báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, quảng độ chúng sinh hoằng dương Phật pháp. Đó chính là gọi là nguyện nguyện đều thanh tịnh, nguyện lớn thanh tịnh vậy. Còn chúng ta hàng ngày có phát được nguyện lớn thanh tịnh không? Có. Nhưng cũng có những nguyện gì? Những nguyện không thanh tịnh. Đó là gì? Nguyện cầu cho bản thân mình một cái gì đó. Cái gì cũng cầu cho bản thân mình thì nguyện đó gọi, sau Phật pháp gọi là nguyện không thanh, không thanh tịnh. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm thì nguyện nguyện đều vì, vì chúng sinh, cho nên á, đều gọi là nguyện nguyện thanh tịnh. Đó, cho nên Phật Thích Ca mới tán dương là Quán Thế Âm Bồ Tát phát cái nguyện gì? Nguyện lớn thanh tịnh vậy. Này, ta vì ông mà gì? Mà nói qua. Đấy, để chỉ nói qua thôi nhé, tức nói vắn tắt thôi, nói ngắn gọn thôi, nói sơ lược, nói tổng quát về cái hành nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Cái đoạn văn kinh mà gì? Tôi nói, tôi giảng mấy hôm nay cho các quý vị nghe đó, đấy chỉ là lời Đức Phật nói qua rồi, nói tổng quát, nói tóm lược thôi về hạnh nguyện, về cuộc đời và hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm thôi. Đó. Rồi sao? Phật nói gì? Nghe tên cùng thấy thân, tâm niệm không luống quá. Ở đây ý là gì? Phật muốn nói gì? Tất cả chúng sinh ở khắp trong quái xa bà này, nhận đến khắp mười phương thế giới, ai mà nghe thấy tên gì? Thấy tên của vị Bồ Tát đấy, tức là Bồ Tát nào? Bồ Tát Quán Thế Âm. Và nhìn thấy thân của vị Bồ Tát đấy, tức là thân của ai? Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta tuy không đủ phúc đủ duyên để thấy thân hình tướng hảo của ngài thực tế, nhưng chúng ta đã được thấy gì ạ? Thấy tranh ảnh, thấy tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà trong kinh Công Đức Tạo Tượng, Đức Phật nói gì? Nếu mà người đối với tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát mà nhất tâm cung kính ấy, thì giống như đối trước tôn tượng, đối trước gì? Đức Phật và Bồ Tát ấy mà gì?
mà đình lễ mà cung kính cũng giảng vậy, công đức bằng nhau không có khác, cốt là cái tâm phát ra chân thành. Người đời bất tín nhân quả, báng phá tam vào thì họ cho tượng Phật bằng đồng đất đá vân vân đó, bằng tranh ảnh trên giấy giấy gió giấy lụa, bằng vải vóc vân vân đó, họ cho rằng gì? Đó là không có công đức. Nhưng người học Phật, người đệ tử Phật xuất gia tại gia của chúng ta, người thiện nam tín nữ có duyên với Phật của chúng ta, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng, chúng ta dùng tất cả tấm lòng cung kính của chúng ta đối với tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát đó, chúng ta cung kính đỉnh lễ, cúng dường lễ lạy, thì từ cái tâm thành kính đó nó sinh trưởng ra gì? Ra công đức, tương tác với quang minh công đức của Phật, khiến cho trí tuệ công đức của chúng ta, phúc báo chúng ta ngày một gì? Ngày một lớn thêm, dần dần tiến tới gì? Tiến tới với viên mãn cho đến ngày thành Phật vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói bảo vô tận ý Bồ Tát là gì? Nghe tên cùng thấy thân, Bồ Tát Quán Thế Âm thì không gì? Tâm niệm không luống quá, tức là trong tâm, tâm niệm tức là tâm mà khởi lên cái lòng cung kính đối với Bồ Tát Quán Âm ấy, thì không gì? Không luống quá, tức là không bị gì? Không bị bỏ qua đi, không bị mất đi một chút công đức nào, không bị mất chút đi một chút gì? Một chút cái lợi ích nào, mà đều gì? Đều có lợi ích đấy. Luống quá tức là bỏ qua đi. Tâm niệm không bị bỏ qua đi cái cơ hội tạo phúc, tích phúc và tăng trưởng công đức phúc báo đó. Niệm danh hiệu Quan Âm hay diệt mọi nỗi khổ. Đấy, Đức Phật nói nếu mà người gì chỉ niệm danh hiệu Quán Thế Âm mà, thì hay diệt gì? Diệt mọi nỗi khổ. Đầu tiên là cái khổ về bệnh tật, cái khổ về yếu đau, rồi đến gì? Nhấn đến cái gì? Nhấn đến cái khổ sinh già bệnh chết. Người niệm danh hiệu Quán Thế Âm cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, người đó cũng được gì? Được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu người đó nhất tâm phát nguyện đem công đức niệm Quán Âm ấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, người đó cũng được gì? Được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị thượng thủ đại Bồ Tát, thường thị giả bên cạnh Đức Phật A Di Đà để trợ duyên hoằng pháp, tiếp độ chúng sinh cho gì? Cho Đức Phật A Di Đà. Cho nên là chúng ta thấy là gì? Trong thế giới ấy, A Di Đà là gì? Quán Âm Thế Chí được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Vị thượng thủ thế giới đó chính là A Di Đà Phật. Vị đệ gì? Đệ nhị đó thì sau thượng thủ A Di Đà Phật đó chính là Quán Thế Âm. Sau Quán Thế Âm là gì? Là đến Đại Thế Chí. Thế giới đó có vô lượng vô số A Tăng Kỳ, các vị đại Bồ Tát. Nhưng Quán Âm và Thế Chí là hai vị Bồ Tát thượng thủ, giống như ở thế giới này. Nếu xét về hai vị Bồ Tát hộ trì Phật Pháp cho gì? Cho giáo pháp Đức Phật Thích Ca, đó chính là Văn Thù và Phổ Hiền, là hai vị Bồ Tát gì? Thượng thủ. Còn nói về hàng đệ tử Thanh Văn á, thì ai là hai vị Bồ Tát thượng, hai vị Thanh Văn thượng thủ? Đó chính là gì? 10 vị Thanh Văn thượng thủ. Nhưng trong vị 10 vị Thanh Văn A La Hán thượng thủ đó thì có hai vị đại đệ tử, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, là hai vị thượng thủ về Thanh Văn đệ tử Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về thượng thủ lớn thì có 10 vị, nhưng mà thượng thủ tả hữu thì có gì? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đó, chúng ta thấy ở đây đang nói câu gì? Nếu mà người niệm danh hiệu Quan Âm thì hay diệt mọi gì? Mọi nỗi khổ. Dù á, Phật nói dù ai khởi ý hại, xô xuống hầm lửa lớn, nhờ sức niệm Quan Âm, hầm lửa biến thành ao. Đó. Nếu ai mà khởi ý niệm hại mình nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, dù họ muốn gì? Khởi ý hại muốn xô mình xuống hầm lửa lớn, tức là muốn gì? Muốn đem mình vứt vào trong gì? Lò lửa hay đống lửa? Hoặc là gì? Mình mày ngủ trong nhà họ đem gì? Đem lửa đến để đốt nhà mình á. Thì nhờ cái sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, nhờ công đức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đó mà hầm lửa liền biến thành gì? Thành ao nước vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Tức là lửa không thể cháy được vậy. Dẫu mình ở trong nhà, họ có gì? Chất lửa chung quanh họ đốt thì vừa đốt lên tí thì trời này cho một trận mưa, cho một trận mưa thật lớn xuống thì lửa tắt. Đó có nghĩa là hầm lửa biến thành ao vậy. Cái này á cũng đã được kể rất nhiều trong những cái câu chuyện mầu nhiệm về việc niệm Quán Âm. Các vị có thể tham khảo qua các vị các sách vở, sách truyện ở trong gì? Cảm ứng ở trong gì? Trong nhà Phật.
Và đặc biệt giới trẻ muốn nghiên cứu có thể chỉ cần vào mạng search những câu chuyện gì linh ứng về việc niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, các vị vị sẽ thấy được những người họ do trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát họ được linh ứng và họ được thoát khổ, cho nên họ kể lại, viết lại những cái câu chuyện thực tế của họ, chúng ta sẽ thấy được có rất nhiều. Rồi Phật nói gì? Hoặc trôi dạt biển lớn, các nạn quỷ cá rồng nhờ sức niệm Quan Âm sóng cồn không chìm được. Ở đây là nói gì? Nếu nói người đi sông, đi nước, đi biển mà bị gì? Trôi dạt ở trong biển lớn. Trôi dạt ở trong biển lớn hoặc sông lớn thì thường hay bị nạn gì? Nạn quỷ này, nạn cá này, nạn rồng này. Rồng tức là những con rồng độc ấy. Quỷ tức là quỷ dữ, dạ xoa la sát đó. Cá tức là ví dụ là cá sấu này, cá mập này, những loại cá gì, cá hung dữ ăn thịt người này, vân vân. Nếu mà gì, nhờ sức niệm Quan Âm, người nhất tâm niệm Quan Âm á, nhờ cái sức niệm Quan Âm á, thì sóng cồn không thể dìm được người đó. Các loại gì, quỷ dữ, cá rồng cũng không thể hại được người đó. Đấy, cho nên cái này là cái, đây là chỉ có những người đi biển. Cho nên chúng ta thấy là tại sao mà ở trong mạn miền Trung, miền Nam và những người đi biển, bây giờ họ đặc biệt là gì? Trên thuyền của họ hay thờ gì ạ? Thờ ảnh hoặc thờ tượng của Đức Quán Thế Bồ Tát. Mà mỗi khi gặp chuyện một cái là họ nhất tâm và xưng niệm Quán Thế Bồ Tát á, thì nhiều những thuyền viên, nhiều những cái đoàn thuyền gì vượt qua những cơn sóng dữ hoặc là những cái gì, những cái lúc mà rất nguy nan, nguy cấp ở ngoài biển cả, ở ngoài đại dương mênh mông rộng lớn vậy. Tôi nhớ là một câu chuyện của ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân. Khi bắt đầu từ Trung Quốc đi sang gì? Sang Hồng Kông truyền đạo. Cái thời đó ở Trung Quốc đang chiến tranh với Nhật. Cho nên ngài ra đi thì cũng phải gì? Cũng không được là tự do đi đường bộ mà ngài phải đi bằng đường thủy. Ngài đi bằng đường thủy của một cái đoàn vượt biên. Đấy, ngài đi cùng một cái đoàn vượt biên sang Hồng Kông. Thế đi ra tới biển thì tự nhiên là gì? Cái thuyền, con thuyền của ngài tự nhiên là chết máy và hỏng ở ngoài lênh đênh ngoài biển. Và không chỉ như thế là đến chiều tối lại thì từ một trận cuồng phong ầm ầm kéo tới, và đó chính là một gì? Một cơn bão rất lớn. Và đến tối lại thì càng về khuya càng gần sáng thì nó đánh vào cái con thuyền của ngài sắp chìm hết rồi. Mọi người say sóng lao đao lảo đảo hết rồi. Bắt đầu khi đó ngài lên thì ngài cố bò lên ở trước cái mạn thuyền đầu cái thuyền của ngài ấy, mà ngài chắp tay hướng lên trời và khấn nguyện với Phật, với Đức Quán Thế Bồ Tát rằng ngài nguyện là gì? Nếu mà mệnh của ngài mà hết không đem lại lợi ích gì cho Phật pháp á, thì thôi đêm nay thì ngài đem cái tấm thân này để gì? Để làm mồi cho các loài gì? Cua cá ba thủy tộc ở dưới biển này được một bữa no nê. Còn nếu mà mạng của ngài mà còn, ngài có thể đem lại một lợi ích gì nho nhỏ cho Phật pháp á, thì nguyện gì? Nguyện cho được sóng yên biển lặng. Ngài vừa phát nguyện xong được một tí thì như thế, cơn bão tự nhiên tan. Con thuyền của ngài gì? Tự nhiên là gì? Máy lại gì? Lại nổ, lại chạy lại được tiếp theo, lại chạy được. Và đưa được vào bờ thì cả đoàn thì mọi người đều say sóng hết, lứ lừ lừ hết rồi. Đó, chúng ta thấy không? Do công đức trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát của ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân lúc đó mà cả cái đoàn gì? Cái đoàn thuyền kia, những người ở trên thuyền kia đều gì? Đều thoát khỏi cái cảnh gì? Cái cảnh bão tố hung dữ, mà lại thuyền lại còn chết máy nữa chứ. Đó. Mà sau khi mà bão tố vừa xong một cái thì tự nhiên con thuyền gì? Xuống nổ máy, máy nó lại chạy trở lại được, thế mới hay. Chúng ta thấy đây chỉ có những người trong cuộc mới biết được cái sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào thôi. Chúng tôi thì cũng gì, được chứng kiến rất nhiều những chuyện linh ứng từ các Phật tử, từ những người nhất tâm tín kính các ngài mà được các ngài để gia hộ rồi. Chúng tôi gì, chính chúng tôi cũng gì, hiện tại cũng đang nhờ vào phúc đức của gì, của Phật và Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng, đặc biệt nhờ vào gì, phúc của cái sự gia trì của hai vị đại Bồ Tát này. Cho nên cái việc làm xây dựng cái tôn tượng A Di Đà này, tôi nói gì, 70% là nhờ vào á uy đức hồng đức của Bồ Tát Địa Tạng. 30% trước đây nói là chúng con, nhưng bây giờ gì, một mình chúng ta không thể gánh được 30%, cho nên nó nói gì, 25% là gì, là của Bồ Tát Quan Âm, và 5% gì, là của chúng ta. Đấy. Cho nên á, mọi việc
nó cứ đâu vào đấy, cứ đâu phải có đấy, hết tiền thì có người mang tiền đến cúng, cứ hết lại có người mang đến. Quả thật là 2 năm nay cứ hết lại có người mang đến, thậm chí hết lại ngày mai thợ họ thì họ gọi là thầy ơi thanh toán nguyên vật liệu chúng con, thầy phải gọi đến tháng nay rồi chúng con chả có đồng nào hết. Rồi tôi bảo gì, thế là cứ biết thế để mai xem thế nào. Thì y rằng chiều nay là có người mang tới, mai lại có gì, có người để giả họ, chúng ta lại có để giả họ, hoặc là có người không biết mặt mũi chúng ta ở đâu, từ ở bên nước ngoài hay từ ở đâu đó họ gửi qua gì, họ xem cái lời giảng, cái lời kêu gọi phát động của chúng tôi, họ gì? Họ gửi qua cái tài khoản của nhà chùa, tự nhiên thấy nổi tài khoản báo lên tết tết là có tiền họ gửi về, thế là bảo thì các vị đi rút để mà mang về mà thanh toán thì để cho anh em làm thợ hoặc cũng như là hoặc là gì? Những người cung cấp vật liệu cho chúng ta đó. Cho nên á, nhờ vào gì? Công đức của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Quan Âm, 2 năm nay á cứ làm đến đâu thì không bao giờ có thừa nhé. Các ngài chắc cũng chỉ cho đủ để làm hay sao, cứ đủ thôi, không bao giờ thừa. Đấy, đấy cũng là một cái hay. Vì tôi phát nguyện này, phát nguyện là không giữ mà, không giữ tiền của cho bản thân, cho nên thì, mà mình không muốn thì thừa làm gì cả. Thừa là mình là phải giữ, mà giữ không làm đúng có khi là phải tội ra. Cho nên các ngài chỉ cho đủ thôi. Tháng nào hết nhiều thì làm hết nhiều á, thì các ngài thì hướng cho các Phật tử tự nhiên là có người đến thì cúng nhiều. Tháng nào mà làm ít á thì họ cũng chỉ cúng thì đủ để vừa vào làm cái việc việc đó thôi, đủ vào tháng đó để chi cho tháng đó thôi, thế mới hay. Đấy là sự kỳ diệu của Phật pháp. Tôi 2 năm nay tôi chiêm nghiệm quả thật là có cái sự gia hộ sắp xếp gia trì của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần mới làm được cái điều đó. Nhiều người họ thì trước đây họ cầu nguyện một cái điều gì đó không được, nay họ đến họ gặp chúng tôi gì? Bảo các sư làm lá sớ hồi hướng cho họ một thời gian sau họ đi, họ bảo là thầy ấy, họ lên cảm ơn là được rồi. Tết năm nay có rất nhiều trường hợp gì lên cảm ơn, mặc dù tôi tiếp khách ít nhưng thông qua các sư cũng như các bác này rất nhiều những đôi nam nữ lên rồi cảm ơn rồi, vừa qua cầu sinh con trai hoặc cầu sinh con gái trong pháp hội đầu năm vừa qua, vừa rồi sinh con được 1-2 tháng rồi, cho nên bây giờ là đi lên để cảm ơn. Nhiều những đôi gì nam nữ 30 thậm chí 40, ngoài 40 rồi, con gái chưa lấy được vợ, con gái con trai chưa lấy được vợ, xin lỗi, con trai chưa lấy được vợ, con gái chưa gả được chồng, mẹ lên hoặc đích thân những đôi kia lên là cảm ơn, là bạch thầy theo pháp hội đầu năm và mấy pháp hội vừa qua con cầu, bây giờ thì bố mẹ thì bảo là gì? con gả được gì, gả được con gái đi lấy chồng rồi, người thì bảo là con gì lấy vợ được cho con trai nhà con rồi. Hay lắm, Phật pháp nó nhiều sự nhiệm màu lắm. Người thì bảo là bệnh tật bao nhiêu năm kiếm chữa thầy thuốc không khỏi, nay tự nhiên là gì, tự nhiên lại được khỏi bệnh. Có những người còn thì không phải uống thuốc gì nữa. Đấy, những cái Phật tử mà tôi nói viết cả thư cảm ơn ở ngay bên cổ đông này đó, đi các bệnh viện để chữa cái bệnh đau đầu, họ bảo là bệnh thần kinh, bệnh tự kỷ, vì nó mang cả một cái tập dày của cái gì, cái hóa đơn thuốc tâm thần thần kinh của bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện tâm thần Thường Tín, rồi bệnh viện Ba Thá, rồi các bệnh viện đó, lên để làm cái gì, làm bằng chứng Phật tử này đã từng uống rất nhiều thuốc mà không khỏi. Nhưng khi sang ấy, bạn bè mách cho biết sang đây thì nhất tâm thì tụng kinh Địa Tạng và theo các pháp hội Trung Phong, pháp hội Phổ Môn, và cứ tụng kinh Địa Tạng và dùng cái nước tụng kinh Địa Tạng hàng ngày đó để uống thôi, tự nhiên cái bệnh gì, bệnh khỏi, khỏi hẳn luôn, không còn đau yếu gì, không còn lất lay như gì như trước đây nữa, không phải mua thuốc nữa, không phải uống thuốc nữa mà bệnh lại khỏi đó. Cho nên đó, chúng ta thấy chỉ có những người ở trong cuộc, những người nhất tâm tín Phật, thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, nghe theo lời dạy của Phật để bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, người đó gì mới được sự chứng minh gia trì của chư Phật Bồ Tát, người đó mới cảm nhận được lời Phật dạy ở trong kinh quả thật không có sai. Cho nên ở đây thì tôi khuyên các Phật tử chúng ta, ai mà chưa đủ niềm tin thì cứ giữ trong lòng vậy thôi, đừng có báng phá. Nếu chưa phải là Phật tử, ai nghe pháp mà chưa hiểu được á thì thôi thì đừng có nghe nữa, hoặc là gì, bỏ đi,
đừng có báng phá. Rồi sau này mà cái tội khẩu nghiệp là tội nặng lắm. Trong 18 tầng địa ngục thì cái tầng đầu tiên đó là tầng gì? Kéo lưỡi cho trâu cày. Đó là cái tội gì? Tội phỉ báng tam bảo, tội nói dối, tội lừa trên dối dưới, tưởng ăn không nói có, ăn có nói không, vân vân đó. Đặc biệt là cái tội gì? Báng phá tam bảo, dùng những lời cay độc để nhục mạ gì? Chư tăng. Sau khi chết đi vào cái đọa vào cái tầng địa ngục đầu tiên trong 18 địa ngục lớn đó, tức là địa ngục gì ạ? Địa ngục kéo lưỡi. Các quý vị cứ xuống đó để xem, để thăm. Năm nay có rất nhiều giới trẻ cũng như gì các Phật tử lớn tuổi đến chùa lễ Phật xong một cái là phải cứ đi tìm, hỏi hỏi gì, hỏi địa ngục ở đâu, hỏi nhà ma ở đâu. Đó, chúng ta thấy. Mà đấy, sư ông Tâm mới đăng cái gì, đăng cái phòng thông tin nhà chùa, sư ông Tâm mới đăng cái cảnh địa ngục mà đến hôm nay mới chưa được khoảng một tuần. Khoảng một tuần thôi mà gì, đã có trên 300.000 lượt người gì vào xem rồi. Trên 4.000 lượt chia sẻ rồi. Khủng khiếp luôn. Đó. Chúng ta thấy con người chúng ta bây giờ cứ thích cái gì nó lạ lạ. Khổ lắm. Nhưng mà thôi, biết cái đó để biết sợ là được rồi. Vào đó để nhìn thì biết sợ, để hướng tới để tin nhân quả, bỏ ác làm lành, lấy hành thiện thì cũng là gì? Đây là cái bản nguyện của chúng tôi. Bản ý của chúng tôi muốn làm để làm cái giáo, cái cách phương pháp gì? Giáo hóa trực quan. Cho mọi người nhìn thấy bằng gì? Mắt thấy tai nghe cảnh nó gì? Cảnh sợ rùng rợn ở dưới địa ngục. Nó còn gì khủng khiếp hơn thế, khoảng 100.000 vạn lần. Đó. Chứ không phải là chỉ như thế đâu. Đây là chúng tôi mới chỉ miêu tả lột tả gì? Được một gì? Phần ngàn, một phần vạn, một phần 100.000 vạn mà thôi. Đó, các quý vị hãy gì, hãy tin tưởng điều đó. Còn nếu phải thực sự vào đó thì nó còn khổ sở hơn thế rất nhiều lần các quý vị ạ. Chứ đừng tưởng là nó chỉ như thế thôi đâu. Như thế thôi chỉ là bình thường thôi. Còn á, nó còn khổ hàng 100.000 vạn ức lần như thế. Những điều chúng ta mắt thấy tai nghe ở dưới gì? Cảnh 18 tầng địa ngục chúng tôi tạo mô hình dựa vào trong kinh Địa Tạng và các kinh điển để tạo mô hình đó. Để cho chúng ta thì biết sợ, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện theo lời Phật dạy đó. Đó. Cho nên ở đây nó mới nói là gì? Nói là nếu mà người mà hoặc trôi giạt trong biển lớn, gặp các nạn quỷ cá rồng ấy, nhờ sức niệm Quán Ông thì sóng cồn không chìm được, không thể dìm được họ. À, quỷ thần thì cá rồng cũng không thể hại, không thể ăn, không thể bắt thịt được họ là vì gì? Vì nhờ vào công đức trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát vậy. À, hôm nay thời gian đã hết, để chúng ta xin được nghỉ ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.